Thế giới xảy ra nhiều chuyện biến thiên, chẳng ai muốn đứng ra bảo vệ nó, chỉ nam chính cùng một số người bạn thân thiết dám đứng ra tìm cách bảo vệ thế giới. Nhưng họ mới chỉ bước đến tuổi đôi mươi, vậy thì làm thế nào mới chiến đấu được với những thứ ngay cả những ông lão vuốt râu ầm ầm cũng chưa chắc ăn được? Chúng ta cùng theo dõi nhé. Tiếp tục tập trước, Lý Vũ Quả có một bữa cơm nhanh gọn lẹ với bốn vị công tử của Thư Kiếm Viện, sau đó còn có cả Hà Long và Mộc Uyển Nhi tới. Mọi người chào hỏi nhau vài câu rồi bắt đầu vào vấn đề chính. Mộc Uyển Nhi nói do lý do mình tìm đến đây là vì muốn nhắc nhở Lý Vũ Quả đợt tới ít lảng vảng ra ngoài chơi. Chuyện của con hấp huyết yêu ngày càng trở nên nghiêm trọng, hiện tại mỗi đêm đều sẽ xuất hiện, ngay cả tiểu miêu tiểu cẩu ở trên đường cũng không buông tha. Tiểu miêu tiểu cẩu mà cũng không buông tha, thật là biến thái quá đi mất. Đúng rồi, nếu nói như vậy thì người có muốn đi tới dưỡng cẩu viện của quý tộc để nhìn xem thử hay không? Nói không chừng sẽ có không ít manh mối, Lý Vũ Quả nói. Hà Long xua tay, hắn sợ nếu mà gặp con hấp huyết quỷ ăn thịt người đó thì biết phải làm sao. Ba vị huynh đệ này của ta đều có thân thủ, chi bằng lúc này đây giúp các ngươi đi vào trong dưỡng cẩu viện để điều tra thử xem. Khinh Vũ nói, ba vị huynh đài kia đồng ý, muốn giúp Lý Vũ Quả đi điều tra, ăn bát tô cơm thế kia mà không giúp thì còn gì là liêm sỉ. Lý Vũ Quả cảm ơn các con vợ, quyết định đêm nay tất cả bọn họ sẽ đột nhập dưỡng cẩu viện để tìm hiểu ngọn ngành. Đêm đến tại dưỡng cẩu viện, bảy anh em trên một chiếc xe tăng tiến dần vào trong, bước đầu tiên là phải kiểm tra lính canh bên trong. Bất ngờ đêm nay lại có nhiều người trấn giữ hơn bình thường, đúng như Lý Vũ Quả đoán. Nơi này xác thực có mờ ám, Lý Vũ Quả quyết định là vẫn sẽ đi vào, nhưng vụ này chỉ để cho cậu và ba vị công tử vào xem thôi. Mộc Uyển Nhi thì sẽ về nhà gọi thêm anh em, còn Hà Long ở đây, có vấn đề gì thì cậu sẽ thổi sáo báo hiệu cho mọi người chạy. Lý Vũ Quả cùng bốn anh em siêu nhân vào trong dưỡng cẩu viện, Lý Vũ Quả đề nghị năm người chia ra hai hướng, như vậy thì có thể thu thập được nhiều tin tức có ích hơn. Khinh Vũ đồng ý, cô ta chỉ đạo mình và Lý Vũ Quả sẽ chung một đường, còn ba vị huynh đài còn lại đi một đường. Chờ một chút, Văn Nhân công tử chắc là chưa từng xuất thủ, mà ta lại là một tên thư sinh yếu đuối, nếu như hai người bọn ta đồng hành, chẳng phải là quá nguy hiểm hay sao? Lý Vũ Quả nói, lời nói của Lý Vũ Quả làm ba vị huynh đài kia cười phá lên. Thì ra Khinh Vũ mới là đệ tử của Kiếm Tiên, lợi hại hơn ba tên được dự kia rất nhiều, Lý Vũ Quả vẫn chưa hiểu đệ tử của Kiếm Tiên là cái gì. Thư Kiếm Viện có ba vị đại sư dùng kiếm, theo thứ tự là Kiếm Tiên, Kiếm Ma, Kiếm Thánh, đó là ba người mạnh nhất của Thư Kiếm Viện. Trong đó Văn Nhân công tử chính là đệ tử thân truyền duy nhất của Kiếm Tiên, Ôn Tử Chiêu giải thích cho Lý Vũ Quả biết, Lý Vũ Quả sướng hẳn lên. Ôm được cái đùi to như thế này thì sợ gì nữa, không những to mà còn đầy lông, Khinh Vũ xấu hổ với Lý Vũ Quả, tức giận kêu cả nhóm nhanh hành động để tiết kiệm thời gian. Một đội hai hướng, Lý Vũ Quả theo chân Khinh Vũ vào sâu bên trong dưỡng cẩu viện, bên trong này khá là kỳ lạ. Trong sân có mấy cục xương nhưng không thấy một con chó nào. Khinh Vũ chỉ Lý Vũ Quả đánh mắt sang bên, có một vài con chó nhưng bọn chúng đều mang trong mình sự ủ rũ, như kiểu đã sinh bệnh, và lại mấy con chó này lại không được đi lại ở trong sân, đều bị nhốt ở trong lồng. Lý Vũ Quả rất thông minh, để thử mấy con chó kia thì cậu đáp đá vào người nó, con chó bị dính đạn kêu oai oái. Mình nghiêm cấm các bạn thực hiện hành vi giống như Lý Vũ Quả dưới mọi hình thức nhé. Thấy động tĩnh, mấy tên lính canh chạy lại chỗ con chó, Lý Vũ Quả và Khinh Vũ nhân cơ hội đó chạy xuống sân tìm nơi có dấu hiệu lạ nhất. Lý Vũ Quả lại dùng cái đầu, cả một cái sân chó này không có thứ gì khác, chỉ có một đống cỏ khô chất lên, Lý Vũ Quả đã để ý nó từ lâu. Đúng là có một cái mật đạo, hai người đi xuống đó, phát hiện có hai tên canh cửa, mà muốn vào sâu thêm nữa thì phải giải quyết hai tên này. Đã đến lúc cho Khinh Vũ thể hiện, cô ấy lôi ra chiêu mà sư phụ Túy Kiếm Tiên đã dạy, chỉ cần dùng ý niệm là có thể điều khiển kiếm, gọi là phi kiếm pháp. Khinh Vũ biểu diễn cho Lý Vũ Quả xem, vuốt nhẹ đường tay là cây kiếm đã xuyên qua đầu của hai tên lính canh, Lý Vũ Quả xem mà giật mình. Đây là loại phương pháp dùng ý niệm khống chế phi kiếm giết người giống y chang như Nhiễu Chỉ Nhu, thứ vũ khí ám sát ở thế giới trước cậu đã tặng cho Quan Vân Phạm. Nhưng nó đặc biệt hơn một chút, cái thanh kiếm của Khinh Vũ có thể mang linh lực ẩn chứa ngang cơ với cả Nhật Nguyệt đao, Khinh Vũ gọi nó là phi tuyết kiếm. Thấy động tĩnh, lại có vài tên lính canh nữa tới, nhưng Khinh Vũ chỉ nhẹ nhàng dùng chiêu phi tọa đạp đạp tinh là có thể bắn tùm lum với lũ lính canh kia. Thẳng tiến vào bên trong, có một căn phòng rộng, có một tên vệ binh đang thực hiện nhiệm vụ hành xác người dân, phải nói là vô cùng dã man. Lý Vũ Quả và Khinh Vũ bước vào, Khinh Vũ không muốn một chút nhân nhượng cho tên ác tặc, định dùng phi thuyết kiếm bổ đầu hắn ra, nhưng Lý Vũ Quả lại lấy một cục đá chặn đường kiếm lại. Cây kiếm đổi hướng chọc vào chân tên vệ binh kia, Khinh Vũ không hiểu quay sang hỏi tại sao Lý Vũ Quả lại không cho mình giết hắn. Ngươi giết hắn rồi, chúng ta lấy đâu ra người để hỏi tình hình, mà đây đều là những thi thể đã bị hút khô máu, nói không chừng là có quan hệ với vụ án về hấp huyết yêu mà Uyển Nhi đã nói. Khinh Vũ không quan tâm những lời Lý Vũ Quả vừa nói, cô hỏi có phải cậu có tu vi đúng không? Lý Vũ Quả bị đụng trúng tim đen, nhưng đã chuẩn bị sẵn, cậu nói là mình vừa dùng lá cao su. Phi kiếm của ta cũng không phải là thứ người bình thường có thể ngăn cản, người đến cùng là kẻ nào? Khinh Vũ đã nghiêm túc, Lý Vũ Quả vẫn bình tĩnh xử lý, khẳng định là mình dùng lá cao su. Khinh Vũ không đôi co với Lý Vũ Quả nữa, nhanh chóng vào thẩm vấn tên kia cho rõ ràng sự việc. Lý Vũ Quả toát mồ hôi,
Tiểu Vô Ưu trưởng thành cũng trở nên dữ dằn hơn rồi, làm cậu sợ muốn chết luôn. Lý Vũ Quả vào việc chính, tra khảo tên kia một cách dã man, sau vài lời khẳng định mình sẽ không nói, cuối cùng tên kia vẫn phải rụt rè khai ra. Ta chỉ là một người quan sát ở đây mà thôi, mỗi ngày đều sẽ có không ít người bị vận chuyển tới nơi này, không được bao lâu thì sẽ có từng người một chết đi. Lão bản nói là muốn toàn bộ thi thể bị tiêu hủy sạch sẽ, cho nên thi thể sẽ bị đưa đến Hoang Sơn ở phía Bắc Thành để tiêu hủy, tránh bị quân phủ phát hiện. Lý Vũ Quả lại hỏi tiếp, xem chuyện như vậy đã kéo dài được bao lâu rồi? Đại khái là nửa năm rồi, lúc mới bắt đầu thì chỉ bắt mấy người lang thang cùng những tên ăn mày. Về sau phát hiện chi phủ đại nhân không đem chuyện này coi ra gì, cho nên đại lão bản liền gan lớn, bắt đầu bắt dân chúng trong thành. Lý Vũ Quả hỏi lão bản là thằng nào thì tên kia nói là không biết, thế là Lý Vũ Quả lại thả hắn đi luôn. Khinh Vũ hỏi tại sao lại thả hắn đi như vậy. Lý Vũ Quả mới giải thích là để hắn dẫn đường cho hai người họ đến với tên lão bản, còn dặn Khinh Vũ lưu lại một tờ giấy cho Đỗ Tử Đông và hai người kia, để bọn họ xử lý đám thủ vệ còn lại, rồi chờ Mộc Uyển Nhi dẫn người tới, và nhớ kỹ trong lúc theo dõi, phải lưu lại ký hiệu cho bọn họ ở trên đường. Khinh Vũ vâng lời, trong lòng không ngờ rằng tâm tư của Lý Vũ Quả lại tinh tế và thâm sâu đến như vậy, chẳng trách cha cô ta bảo mình đến đây tìm nam chính. Y Vũ Quả và Khinh Vũ đi theo tên kia tới miếu Thành Hoàng, nơi đây u mê tăm tối, Khinh Vũ thân là nữ vẫn thấy rợn rợn người. Lý Vũ Quả cười, cô bé năm nào vẫn là cái tính con nít. Hai người cùng nhau trèo lên mái nhà miếu hoàng thành. Khinh Vũ bất ngờ khi người ngồi ở trong chính là tổng viện trưởng của Cửu Tiêu Thành thư viện Doãn Hướng Hà. Không ngờ lần trước giác quan của Bạch Cốt Ai rất chuẩn, thấy được cỗ mùi hương lạ trên người ông ta là biết ngay có vấn đề. Tên vệ binh hồn hển tới báo tin cho Doãn Hướng Hà, kêu dưỡng cẩu chàng của bọn chúng bị người ta diệt mất rồi. Doãn Hướng Hà tức giận, vẻ mặt nhăn nhó như một con cờ hó. Suy nghĩ thấy lạ, sao tên này lại có thể chạy thoát được tới đây? Đúng lúc này trên mái nhà phát ra động tĩnh, Doãn Hướng Hà biết ngay là tên vệ binh kia bị lừa. Khinh Vũ cũng không trốn nữa, cầm phi tuyết kiếm chọc thẳng xuống, đòi mạng ác tặc. Doãn Hướng Hà không phải là loại tầm thường. Đối với đường kiếm của Khinh Vũ cũng chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy nó, rồi lại kêu người vây Khinh Vũ lại. Tình thế nguy hiểm, trong tay Khinh Vũ còn không có kiếm, cũng may là Lý Vũ Quả bịt kín mít, phi từ trên mái nhà xuống chém hai đường băng tân hỏa đàn để lùi mấy tên vệ binh lại. Doãn Hướng Hà nhận ra đây là cao thủ, bắt đầu cẩn thận hơn, ông ta phi thanh kiếm của Khinh Vũ về phía Lý Vũ Quả, may mà cậu đủ lực để đánh bật nó ra, trả lại phi tuyết kiếm cho Khinh Vũ. Khinh Vũ nắm lấy vũ khí, lúc này vẫn chưa biết Lý Vũ Quả là ai, gọi cậu ta là tiền bối. Lý Vũ Quả tiếp tục tấn công, chém một đường kiếm khí mang đẳng cấp võ hoàng tới. Doãn Hướng Hà lúc này đã hóa quỷ, nhưng vẫn phải lùi lại để né đường kiếm khí của Lý Vũ Quả. Hết lùi được thì ông ta phải chặn nó lại, nhưng lấy tay không chặn kiếm thì chỉ có đi, mấy cái ngón tay của Doãn Hướng Hà đều bị cắt mất. Áp lực mạnh đẩy ông ta đập vào tường, Lý Vũ Quả đi dần lại, biết chắc lão già trước mặt mình không phải là Doãn Hướng Hà, hỏi ông ta rốt cuộc là ai. Lão già kia không trả lời, vội vàng nắm lấy tên vệ binh lúc nãy rồi hút cạn máu trong người hắn, quấn máu vào làm ông ta tăng thêm sức mạnh. Lý Vũ Quả giật mình nhận ra hắn là Âm Sơn lão tổ. Mờ Sơn lão tổ cười, không ngờ lũ trẻ thời nay vẫn biết đến mặt mình trong giang hồ. Lão già này nhân lúc nói chuyện còn tụ một khối sức mạnh vào lòng bàn tay. Nhân lúc Lý Vũ Quả đang dùng võ mồm thì ông ta ném về hướng Khinh Vũ, khối cầu màu đỏ kia đập thẳng vào người cô ấy, dần dần tạo thành hình người. Thì ra đó là tuyệt chiêu tốc biến của Âm Sơn lão tổ, ông ta lấy Khinh Vũ làm con tim, kêu Lý Vũ Quả không được tiến lại gần. Lý Vũ Quả tùy cơ ứng biến, kêu mình không quen nữ nhân này, thích giết thì cứ giết đi. Âm Sơn lão tổ thở dài, nếu Lý Vũ Quả đã tỏ ra vô tình để mời ông ta ăn thì tội gì mà không thưởng thức. Chàng trai đang phải đứng trong tình huống rất căng, vợ tương lai đang bị lão già chuyên hút máu người bắt làm con tim. Cậu chỉ còn biết tương kế tự kế, nhưng lão già kia cũng không phải là ngu si, vậy thì cậu biết phải làm như thế nào đây? Các bạn hãy cùng xem nhé. Lý Vũ Quả đã cùng bốn vị huynh đài và vợ chồng Hà Long tiến vào dưỡng cầu viện, vừa vào là đã phát hiện chuyện bất thường, dưỡng cầu viện chuyên bắt người về để hút máu rồi lại tiêu hủy. Sau khi lần mò điều tra, Lý Vũ Quả và Khinh Vũ mới biết được Doãn Hướng Hà chính là Âm Sơn lão tổ và hắn chính là kẻ chuyên đi hút máu người. Thấy chuyện tày trời như vậy, Khinh Vũ là người triều đình nên không thể đứng yên, máu máu sôi lên, xông ra diệt trừ ác tặc, nhưng ác tặc thì chả làm sao. Cô lại còn bị bắt làm con tim, Lý Vũ Quả phải bịt kín mặt lao vào cứu, tình thế bây giờ là rất khó khăn. Âm Sơn lão tổ giữ Khinh Vũ trong tay. Lý Vũ Quả cũng chỉ biết nói dối rằng mình không quan tâm nữ nhân, nhưng màn diễn kịch của cậu không thể qua mắt được Âm Sơn lão tổ, ông ta đã sống đủ lâu để hiểu được lòng người. Lý Vũ Quả vẫn có chút ngập ngừng khi thấy Khinh Vũ gặp nguy hiểm, Âm Sơn lão tổ không hút máu Khinh Vũ nữa, kêu Lý Vũ Quả biết điều thì tháo khăn che mặt xuống. Lý Vũ Quả làm theo, nhưng đó chỉ là để lừa ông ta, cậu dùng chân nhấc con dao ở dưới đất lên rồi đá nó phi đi, cắt đứt cánh tay phải của Âm Sơn lão tổ, thành công giải thoát cho Khinh Vũ, thanh kiếm đập vào tường rồi bay lại. Tác giả bảo thế nên kiếm bay lại nhé. Lý Vũ Quả chụp lấy cây kiếm, rồi nhảy đến lấy mạng Âm Sơn lão tổ. Mờ Sơn lão tổ tức giận vì Lý Vũ Quả lại chơi bài rùa, chưa đợi Lý Vũ Quả nhảy đến thì đã bắt lấy Khinh Vũ, ném về phía Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả phải ngừng tấn công để đỡ Khinh Vũ lại. Âm Sơn lão tổ cũng nhân cơ hội đó mà chạy mất,
Trước khi đi, ông ta còn để lại lời nhắn chắc chắn một ngày sẽ gặp lại. Lý Vũ Quả tức giận chạy lại cắt đôi người hắn, nhưng Âm Sơn lão tổ đã độn mất từ lâu rồi, Nam Chính tức giận thở dài. Sở trường của ông Sơn lão tổ là độn thuật, năm đó cũng nhờ chiêu này mà thoát được sự truy bắt của thập đại thống lĩnh từ Thông Minh Tự. Khinh Vũ đứng lên rồi nói, Lý Vũ Quả quay lại, định hỏi thăm tình hình thương thế của Khinh Vũ thì cô ấy lại đi đến, kéo khăn bịt mặt của Lý Vũ Quả ra. Quả nhiên là ngươi, Khinh Vũ từ lâu đã nhận ra Lý Vũ Quả, chỉ là tháo cái khăn che mặt của cậu ra cho chắc chắn, Lý Vũ Quả cũng không ngờ thân phận của mình đã bị bại lộ. Khinh Vũ cười, lúc Âm Sơn lão tổ bắt ta là con tin ngươi rõ ràng đã do dự, thật sự không ngờ rằng tác giả của Đại Kim Phong Vân Lục thế mà lại là một vị ẩn tàng cao thủ võ hoàng. Lý Vũ Quả ngại ngùng, cầu xin Khinh Vũ đừng nói chuyện này ra bên ngoài. Khinh Vũ đồng ý, Lý Vũ Quả đang định cảm ơn thì cô ấy cũng nói ra sự thật. Tiểu nữ tử tên thật là Tạ Linh Vận, cảm tạ công tử đã cứu ta. Tạ Linh Vận nói, cô không cần nói thì Lý Vũ Quả cũng biết cô là con gái rồi. Chẳng qua là hơi của bất ngờ vì Tạ Linh Vận là con gái Tạ Thái Sư, Tạ Vô Kỵ. Hơn nữa Tạ Linh Vận chính là một trong tứ đoá kim hoa ở kinh thành. Giờ gặp mặt đối mặt còn là vị cô nương văn võ song toàn. Lúc này Tạ Linh Vận mới nhớ ra, Lý Vũ Quả thừa biết cô ấy là con gái từ lâu, nhiều lần chiếm tiện nghi. Sơ sạng lung tung, Tạ Linh Vận tức giận đuổi đánh Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả sợ quá chạy bán sống bán chết, rồi chạy thế nào lại vấp vào bẫy. Ba cái phi từ trong tường bắn ra, lúc Tạ Linh Vận nhận ra thì đã khá là muộn. May mà Lý Vũ Quả vẫn kịp ôm cô bé né sang một bên, nhưng hai tay lại ôm nhầm chỗ, rồi lại còn trượt chân đập mặt vào nhầm chỗ. Áp lực từ độ đàn hồi không thể tính bằng công thức vật lý. Đúng lúc này lại còn có ba vị huynh đài, hai vợ chồng Hà Long và người của Tri Phủ đến. Cảnh tượng cậu dùng sữa rửa mặt đều đã bị nhìn thấy. Hà Long nhếch mép cười, thằng bạn mình nó lại vụng trộm rồi. Mọi người ra ngoài, xác của những người dân bị hút máu và những người vừa bị bắt về đều đã được giải quyết ổn thỏa. Lý Vũ Quả bước ra cùng mọi người nhưng trên mặt đã in hẳn một vết tát. Hà Long lại chia sẻ nỗi đau cùng thằng bạn, hiểu được cảm giác của cậu khi nha hoàn vừa đi là đã thấy thèm món khác. Đỗ Tử Đằng lên lời trêu Tạ Linh Vận, mọi người cũng chỉ biết cười trong khi cô hét lên vì tức giận. Lý Vũ Quả đi lại hỏi Mộc Uyển Nhi vụ án bây giờ lên được xử lý như thế nào. Tạm thời để chuyện này xuống cái đã, không thể để cho dân chúng bị khủng hoảng được. Đối ngoại đã nói là những tên đồng lõa này đều đang tu luyện tà đạo công pháp rồi. Chỉ tiếc là bởi vì chuyện này mà tứ đại thư đường sẽ phải phong bế một khoảng thời gian rồi. Sáng hôm sau, Tạ Linh Vận đến tìm Lý Vũ Quả, hai người gặp nhau ở Lý phủ đình viện. Lý Vũ Quả không ngờ là Tạ Linh Vận lại tìm đến đây chơi. Hôm qua người đã cứu ta, ta đây là tớ trả nhân tình thôi. Bây giờ tứ đại thư đường đều đã đóng lại, nhưng sang năm thì phải lên kinh đi thi. Không bằng ta dẫn ngươi tiến cử vào thư kiếm viện được không? Tạ Linh Vận nói. Lý Vũ Quả lắc đầu, nói rằng mình không muốn làm quan, chỉ thích ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết. Lý Vũ Quả vừa nói vừa để ý cái châm đang cài trên đầu Tạ Linh Vận, đó chính là của Tiểu Bạch. Cậu tức giận hỏi cô lấy từ đâu ra. Tạ Linh Vận lại cười, không thấy chuyện này to tát, bảo thấy ở trên bàn mà đẹp nên đeo lên thử. Như Lý Vũ Quả đã nghiêm túc, bảo cô mau trả lại cho mình. Tạ Linh Vận rút cái châm kia ra, ta biết cái châm này là của nha hoàn kia. Như nàng ta đã đá ngươi rồi, vậy mà ngươi vẫn còn nhớ thương không khác gì một oán phụ, một chút khí phách của nam nhân cũng không có, Tạ Linh Vận nói. Lý Vũ Quả không muốn đùa thêm với Tạ Linh Vận, đưa tay ra bắt lấy cây châm nhưng Tạ Linh Vận lại thích đùa à, chơi trò mèo đuổi chuột với Lý Vũ Quả. Rồi bất ngờ vấp chân làm rơi cây châm xuống hồ sen, Lý Vũ Quả nóng lên, gạt Tạ Linh Vận sang một bên, nhảy thẳng xuống hồ tìm cái châm cài kia. Tạ Linh Vận vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của cái châm kia, cứ ở trên bảo Lý Vũ Quả đừng ngoan cố nữa. Lý Vũ Quả phát hỏa, quay đầu lại kêu im mồm, rồi cút đi. Thấy được sự hung dữ của Lý Vũ Quả, Tạ Linh Vận đành phải bỏ đi, trong lòng buồn bã tự hỏi chẳng phải chỉ là một cái châm thôi sao, có cần phải tức giận tới như vậy không. Lý Vũ Quả ở dưới hồ nhìn cảnh Tạ Linh Vận buồn bã quay đi, có hơi áy náy vì lúc nãy mình đã quá đáng. Mò tìm đến tối mà vẫn chưa thấy cái hoa châm đâu, Lý Vũ Quả bất lực về phòng, quyết định để ngày mai phái người đi vớt. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, trước mắt cứ xem thử qua thi kinh coi nó như thế nào. Nam Chính mở thi kinh ra xem. Thi kinh là loại công pháp tựa như tử linh thuật, có khả năng điều khiển thi thể, chia làm 3 tầng lần lượt là hài cốt cảnh, ngủ thi cảnh, bất hủ cảnh. Hài cốt cảnh có thể khống chế xương cốt của tử vật trong một khoảng thời gian ngắn. Con hủ thi cảnh thì biến vật sắp chết thành cương thi, mà bất hủ cảnh thì có thể khiến người ta sống lại, biến nhục thân đã bị thối rữa trở về nguyên trạng. Nhưng nếu tu sĩ bất hủ cảnh phục sinh người khác thì sẽ đem lại phản phệ vô cùng to lớn. Lý Vũ Quả quyết định chỉ nên dùng hài cốt cảnh để thử phục sinh tiểu động vật đã chết một chút. Vậy mà lại thành công, biến mấy cái xương động vật đã chết sống lại. Nhưng đúng lúc này có người tới, Lý Vũ Quả phải nhanh tay đợi cái hộp có giữ thành quả vừa rồi của mình lại. Đi ra mở cửa, cứ tưởng là người anh em nào tìm đến uống rượu, thì ra là Tạ Linh Vận. Cô ấy đã tự mình lao xuống hồ mò chiếc hoa châm trong nhiều giờ để trả lại cho Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả cầm lấy cái hoa châm. Đột nhiên Tạ Linh Vận choáng dần rồi ngã vào người cậu, Lý Vũ Quả ôm cô ấy trong lòng, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trong người Tạ Linh Vận do nhiều giờ ở dưới hồ. Lý Vũ Quả phải thay đồ rồi chăm sóc cho Tạ Linh Vận đến tận sáng hôm sau, tiếng gà gáy chim hót gọi Tạ Linh Vận dậy, cô ấy có chút ngại vì đã để cho Lý Vũ Quả phải canh suốt đêm.
rồi lo lắng hỏi Lý Vũ Quả còn có giận mình vì chuyện hôm qua không, sao ta có thể giận ngươi được cơ chứ, với lại ta cũng là người không đúng, ta không nên hung dữ với ngươi như thế, không nên chỉ vì không cẩn thận làm rơi cái chân nhỏ xuống hồ. Tạ Linh Vận đang định nhận lỗi về phía mình thì mới nhìn xuống phía dưới, không thấy một mảnh vải che thân, hét lớn như kiểu mũi tên xuyên qua tai Lý Vũ Quả, xấu hổ hỏi cậu đã làm gì với mình. Lúc ấy quần áo của người đều ướt hết cả, không thay xuống thì bệnh làm sao mới hết được, quần áo đã giặt xong, trả lại cho người. Lý Vũ Quả giải thích rồi đưa quần áo cho Tạ Linh Vận. Tạ Linh Vận ngại ngùng, sợ rằng đêm qua cởi quần áo đã bị Lý Vũ Quả nhìn thấy hết. Lý Vũ Quả trêu Tạ Linh Vận là mình không chỉ có nhìn, còn sơ soạng tất cả qua một lần nữa. Tạ Linh Vận tức quá ném cái gối vào người Lý Vũ Quả. Lúc này cậu mới nói ra sự thật, y phục của cô là do nha hoàn thay, bản thân là chính nhân quân tử trong sạch, làm gì làm mấy cái trò dơ bẩn như vậy. Cậu còn ra khỏi phòng để Tạ Linh Vận an tâm thay quần áo. Tạ Linh Vận cũng có thay đổi về thiện cảm với Lý Vũ Quả. Mấy ngày sau, cả bốn thư đường đều tụ họp tại khách sạn Cửu Tiên. Mộc Tiên Sinh đứng lên thông báo chuyện quan trọng, chư vị học sinh, chắc hẳn các người cũng đã biết nguyên nhân hôm nay ta triệu tập các ngươi đến đây là vì cái gì, bởi vì chuyện của Doãn viện trưởng. Cho nên tứ đại thư đường dưới trướng Cửu Tiêu học viện tạm thời phải bị đóng cửa, Lý Vũ Quả và Hà Long Thừa biết được triều đình điều tra chuyện của Doãn Hướng Hà ít cũng phải mất đến tận nửa năm. Đến lúc đó học đường mới được mở cửa trở lại, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chuyện lên kinh. May mà Phong Thanh Cốc cùng các thầy khác đã có sự chuẩn bị, bọn họ quyết định chuẩn bị một học đường tạm thời để cung cấp kiến thức cho mọi người. Đặc biệt là 80 cá nhân lên kinh đi thi vào năm sắp tới, sau đó sẽ được Tạ Tiểu Thư dẫn đến tiến nhập thư kiếm viện với thân phận học sinh để tiếp tục nghiên cứu học tập và làm việc. Tất cả học sinh sau khi biết chuyện này đều ồ lên, không thể tin là có một ngày mình có thể tới thư kiếm viện để học, chỉ có mỗi Lý Vũ Quả và Hà Long sững sờ. Hà Long không hề muốn xa Mộc Uyển Nhi để đến thư kiếm viện học, Lý Vũ Quả cũng vậy, cậu không hề muốn đến kinh thành, nơi của những kẻ quyền lực chuyên cắn xé lẫn nhau, nhưng Tạ Linh Vận lại ép Lý Vũ Quả phải đến nó. Nếu không cô sẽ nói ra bí mật cậu là đại cao thủ võ hoàng. Lý Vũ Quả bóp trán, xem ra vũng nước đục kinh thành này, cậu buộc phải lội vào rồi. Chàng trai này đang đứng trước cơ hội được làm quan lớn, được đứng dưới vạn người nghiêng trên nhiều em, mùi ngon luôn đi kiểm với hiểm họa, cậu sẽ đối đầu với những cuộc chiến quyền lực. Nơi ông nào cũng vốt râu để tỏ ra nguy hiểm, nơi mà tình thường không có chỗ đứng, sống còn khó chứ nói gì tới làm quan, vậy chàng trai đó phải làm như thế nào? Chúng ta tiếp tục tập trước. Vì Doãn Hướng Hà là ác tặc nên triều đình phải điều tra về hắn, nó đồng nghĩa với việc bốn thư đường dưới trướng Doãn Hướng Hà phải đóng cửa. Sắp thi tốt nghiệp rồi mà phải đóng cửa thì rất nguy hiểm, vẫn may là Mục Tiên Sinh cùng Phong Thành Cốc đã có phương án, đó là mở thư đường tạm thời cung cấp kiến thức, sau đó được Tạ Linh Vân dẫn đến tiến nhập thư kiếm viện với thân phận học sinh để tiếp tục nghiên cứu học tập. Lý Vũ Quả lúc đầu không muốn đi, về sau vẫn bị cưỡng ép đến thư kiếm viện, chỉ có một điều bất ngờ là Hà Long lại xin ở lại. Cậu sẽ kiếm một công việc ở Cửu Tiêu Thành để làm, nguyên nhân sâu xa chắc cũng là vì tình yêu nồng thắm của hắn với Mộc Uyển Nhi. Giờ mà đi thư kiếm viện ít cũng phải mất nửa năm rời xa, yêu xa khó quá nên cậu xin Mục Tiên Sinh cho mình ở lại, không đến thư kiếm viện nữa. Cũng chả biết là ngày hôm sau hay một lúc sau nữa, Lý Vũ Quả cùng những học sinh sẵn sàng hành trang lên đường tới thư kiếm viện. Hà Long và Mộc Uyển Nhi đến tiễn thằng bạn, Hà Long xin lỗi vì lúc trước đã hẹn sẽ cùng nhau lên kinh thành mà bây giờ phải nuốt lời, Lý Vũ Quả không giận. Mỗi người đều có chí riêng. Ở lại Cửu Tiêu Thành cũng không có gì là không tốt đối với Hạ Long, nhờ Lý Vũ Quả cô đúc thì lại về cùng người anh em đánh tài xỉu. Thấy Lý Vũ Quả nói chuyện cái kiểu thi được thì thi, không thi được thì thôi làm Mộc Tiên Sinh lo lắng, ông đến khoác vai cậu, để áp lực lên bảo em mà không làm được là thầy làm gỏi em luôn. Mẹ của Lý Vũ Quả cũng có mặt ở đây, đó là điều tất nhiên chứ không phải cũng, bà chuẩn bị cho cậu rất nhiều đồ. Còn có cả tiền để đi đường, và quan trọng nhất là lá thư mà cha Lý Chấn nhờ Thạch Tú đưa cho cậu, vì ngày xưa Lý Chấn và Tạ Thái Sư có chút giao tình. Đến lúc đó Tạ Thái Sư có thể chiếu cố cho nam chính, Thạch Tú khóc lóc, sắp phải xa con trai yêu quý rồi. Bà nhắc nhở cậu đến lúc đó nếu yêu mến cô nương nào thì phải nhớ theo đuổi tới cùng. Nhưng mà nếu có gái lạ dâng lên tận miệng thì đừng có ăn, trời lạnh nếu không muốn đẹp trai hơn thì đừng có mặc quần. Lý Vũ Quả vâng lời, rồi trèo lên xe ngựa, chào tạm biệt tất cả các con vợ, để đi kiếm đồng đội chiến đấu mép giường tiếp. Chắc là cùng lúc đó ở Lý Phủ, Lý Tam Nguyên thông báo chuyện Lý Vũ Quả đã thành công lên kinh cho Lý Trấn biết. Hai người lại ngồi xuống bàn bạc chuyện có nên nói cho Lý Vũ Quả biết chân tướng sự thật Lý Vũ Quả là ai không. Tả Vô Kỵ và ta từng là môn khách của Thái tử, chỉ là lão tiểu tử này gặp thời, cho nên hiện giờ thăng quan tiến chức trở thành Thái sư, nhưng Vũ Quả cũng rất thông minh. Ta tin mọi chuyện ở kinh thành sẽ không làm khó được nó, Lý Trấn hút chén trà rồi nói, nghĩ đến Tả Vô Kỵ mà Lý Tam Nguyên tức đến nỗi đạp tay xuống bàn, vì năm đó công tử. Chính là Lý Vũ Quả gặp nguy hiểm thì hắn là người chạy đầu tiên, Lý Trấn không cay vì ông ta hiểu thời thế loạn lạc giữ an toàn cho nản thân cũng không khó hiểu. Vẫn may là Tạ Vô Kỵ biết sám hội, mở ra thư kiếm viện, lại còn giúp Lý Trận dễ dàng che mắt triều đình để tập hợp binh lực. Lý Trấn hỏi thêm chuyện của Bạch Cốt Ai sao rồi. Nha đầu kia đã đem phản đồ giao về rồi, lấy công trục tội, bình an vô sự. Còn một chuyện nữa, trước đó không lâu thiếu gia còn phát hiện ra chỗ doanh binh của chúng ta, Lý Tam Nguyên nói.
Lý Trấn không lấy làm bất ngờ, việc Lý Vũ Quả sẽ ngộ ra danh binh của ông ta đều đã là nằm trong dữ liệu, chẳng qua là Lý Vũ Quả lại phát hiện ra sớm hơn so với dự kiến. Nhưng ông ta sẽ biến nó thành cơ hội tốt, để Lý Vũ Quả biết được gia tộc của mình cũng không hề đơn giản, chân tướng như thế nào thì phải dựa vào ý Ngũ Quả tự đào bới rồi. Lúc này Lý Vũ Quả đang trên con kỳ lân bay được Đỗ Đằng Tử lái, cậu ngó ra cửa sổ mà không thấy chiếc xe ngựa nào đi cùng nên hỏi, ngựa của chúng ta thế nhưng là độc giác mã cấp võ vương, ngựa bình thường làm sao đuổi kịp đến đây, chỉ tiếc ta là ma võ song tù, thể nội linh khí không đủ, nếu không thì ta đã phi thảm rồi, Tạ Linh Vân nói. Lý Vũ Quả toát mồ hôi, ma võ song tu thì cậu không biết là cái gì, nhưng đoán chắc cái này cần tiêu hết rất nhiều linh đan rượu được, đúng là người có tiền đẳng cấp nó phải khác. Nhưng chờ đã, đột nhiên Lý Vũ Quả cảm nhận được nguy hiểm, cậu ôm Tạ Linh Vân cúi xuống, ba mũi tên trực qua đầu, kèm theo đó là mấy tên che mặt tới tập kích. Lý Vũ Quả định lao ra để xử lý, may mà ba vị huynh đài kia cùng Tạ Linh Vân diễn thay màn này, họ dễ dàng đánh bại được tên lính đầu tiên, nhưng rồi một dàn mũi tên phóng tới bất ngờ. Tạ Linh Vân không kịp đỡ nên đã bị thương, Lý Vũ Quả phải lấy xe ngựa chạy với tốc độ nhanh nhất đưa Tạ Linh Vân ra khỏi vùng bị địch tập kích, ba vị huynh đài kia không đuổi kịp. Nhưng chẳng quan tâm vì Tạ Linh Vân không sao là được, Lý Vũ Quả nhanh chóng vào xe ngựa giúp Tạ Linh Vân lấy mũi tên ra, đưa cô ấy ra khỏi xe ngựa. Lý Vũ Quả hỏi Tạ Linh Vân có biết những kẻ vừa tập kích là ai không, Tạ Linh Vân đoán là người của Thông Minh Tự. Cho dù Tạ Linh Vân có là con của Thái Sư, thì cũng vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà bị tập kích. Hơn nữa, tùy cha câu là Thái Sư, nhưng ông ấy là người có quyền lực nhỏ nhất trong Tam Công, Tạ Linh Vân nói. Lý Vũ Quả để Tạ Linh Vân ngồi tạm xuống để nghỉ, tiện lúc đang nhàn rỗi cậu muốn cô ấy kể cho mình biết được hết sự tình ở Kinh Thành. Đây cũng sẽ là sự chuẩn bị hoàn hảo trước khi bước vào vũng bùn quyền lực. Kinh Thành kỳ thực rất phức tạp, Kinh Thành có Tam Công, ngoài cha ta ra thì còn có Thái Úy, Thái Phó, Văn Thần đứng đầu là Thái Phó, Kim Đại Thừa Tướng, Võ Tướng đứng đầu là Thái Úy, Kiêm Đại Tướng Quân, nhưng quan hệ của hai người này bất hòa. Có thể nói là không đội trời chung, cha ta đã từng là thủ hạ của Thái Tử, chỉ tiếc là Thái Tử quá nhân từ nên bị người ta bán đứng. Về sau cha ta liền theo Phó Tướng Thánh Thượng, ta nghe cha nói, bên người Thái Tử có hai vị một văn một võ cực kỳ tài ba, nghe nói vị võ nhân kia còn là một vị võ tôn. Lý Vũ Quả giật mình, đẳng cấp võ tôn luôn, bật mí một tí là võ tôn ở trên võ hoàng hai bậc, võ hoàng, võ tông, võ thánh, cao nhất là võ đế, toàn bộ thế giới Hạo Thiên ngay cả một võ tôn cũng không có. Tạ Linh Vân còn quảng cáo thêm, vị văn nhân kia lại còn đáng sợ hơn nữa, tính toán không bỏ sót bất kỳ điều gì, có thể nói là thiên cơ hạ phàm. Lý Vũ Quả thấy lạ, nếu là thiên cơ hạ phàm tại sao lúc trước không đoán được việc Thái Tử bị bán đứng? Thái Tử là bị kẻ không có khả năng giết nhất giết chết, kẻ này đến cả người nhất định sẽ không thể ngờ tới là ai, Tạ Linh Vân nói. Đột nhiên những mũi tên từ đâu lại phóng tới như mưa, Lý Vũ Quả cảm nhận được nguy hiểm lần thứ nở, tạo ra một bức tường băng cản những mũi tên kia lại. Nhìn mũi tên cắm xuống đất, Lý Vũ Quả đoán là kẻ này rất mạnh, trong thiên hạ e là không quá ba người bắn ra được những mũi tên mạnh mẽ như vậy. Lý Vũ Quả biết Tạ Linh Vân đã đoán ra được người đó là ai, hỏi ngay, một trong thập đại thống lĩnh của Thông Minh Tự, nhân xưng thần tiễn chiết biệt Vương Xuyên Dương. Mà lý do Vương Xuyên Dương đuổi đến tận đây rất là loằng ngoằng, Tạ Linh Vân kẻ Thái Phó vẫn luôn nhắm vào cha mình, mà Thông Minh Tự có quan hệ rất tốt với Thái Phó. Cho nên vào lúc gặp được Vương Xuyên Dương ở Nam Châu thì cô đã nướng ăn con kim bối đại bàng điểu của hắn, Lý Vũ Quả cạn lời. Một con kim bối đại bàng điểu tại chợ đen có thể bán được ngàn lượng hoàng kim, lại bị cô nàng này đem ra nướng, đúng là chỉ biết gây họa. Mũi tên bắn tới ngày càng nhiều, đứng yên một chỗ thì Lý Vũ Quả không chống đỡ nổi, cậu phải nắm tay Tạ Linh Vân mà chạy. Trên đường hỏi hắn có biết thân phận của cô không? Không biết, hắn liền cho rằng ta là một thiên kim nhà giàu. Biết được như vậy, Lý Vũ Quả chuyển đổi trạng thái, định không biết ta giết địch, cậu vác song đao hỏa thủy ra, nhắm thẳng nơi Vương Xuyên Dương đang trốn mà chém, Vương Xuyên Dương phải nhảy ra chỗ khác. Thốt lên một câu vì độ đẳng cấp của Lý Vũ Quả, chỉ đáng tiếc là sẽ không sống thêm được bao lâu nữa. Lý Vũ Quả chẳng quan tâm Vương Xuyên Dương nói cái gì, nhưng lúc cậu không quan tâm thì hắn đã hướng thẳng vào đầu nam chính. Vương Tuyên Dương cảnh báo Lý Vũ Quả không được bước thêm, nhưng Lý Vũ Quả lại thách thức. Tất nhiên là Lý Vũ Quả phải có cơ sở mới thách thức. Lúc Vương Tuyên Dương ngỡ ra thì đã muộn rồi, phi tuyết kiếm của Tạ Linh Vân xuyên qua đầu hắn. Đến bây giờ Vương Xuyên Dương mới biết được con chim yêu quý của mình đã bị chính con gái của Tạ Thái Sư ăn mất, sự tức giận của hắn bây giờ mới lên đỉnh điểm. Nhưng Lý Vũ Quả đã đưa sự tức giận đó làm hành trang cho hắn xuống địa ngục. Lý Vũ Quả nhếch mép, vì tên nào bắn cung giỏi cũng sẽ bị vỡ đầu mà thôi. Sau đó, Tạ Linh Vân lục soát người của Vương Xuyên Dương, Lý Vũ Quả không ngờ nha đầu này lại mạnh bạo đến như vậy, chả biết là tìm được thứ gì hay ho không. Đến lúc nhìn thứ Tạ Linh Vân lấy ra cậu mới hiểu được, đồ này hay nhưng không gây ho, một cái lệnh bài được Tạ Linh Vân quảng cáo là lệnh bài đại thống lĩnh của Thông Minh Tự, mang theo nó bên người có thể giúp tu luyện, hấp thu linh khí trong thiên địa, còn nữa, bên trong thập đại thống lĩnh cũng có một kẻ dùng dao, mà diện mạo của hắn lại tương tự với Lý Vũ Quả, đem theo khối lệnh bài này đặt lên người, nói không chừng về sau có thể ngụy trang thành hình dạng của hắn, cũng chẳng khác nào mặc lên người một cái giáp hồi sinh. Lý Vũ Quả cảm ơn Tạ Linh Vân, cầm theo quần áo của Vương Xuyên Dương cùng với cô ta về chỗ xe ngựa. Tại đây đã có ba vị huynh đài đợi sẵn,
Có lẽ bọn họ cũng đã thoát được lũ người tập kích để đuổi theo đến đây. Lúc thấy Tạ Linh Vân trở về thì Ôn Tử Đằng vui sướng không ngừng. Cảm ơn trời vì tiểu thư của mình vẫn còn sống. Tạ Linh Vân trả lời sự lo lắng đó bằng những cú đạp thẳng vào người Đỗ Tử Đằng, vì hắn dám nghĩ là cô đã chết. Mọi người tiếp tục lên kỳ lân bay để đến nơi tiếp theo. Đi qua Thiên Môn Trấn thì Lý Vũ Quả nhờ Ôn Tử Chiêu dừng lại. Chàng trai này là Lý Vũ Quả, một người bình thường sống ở Hải Phòng, sáng ăn phóng lợn, tối đi bắn chim, khỏi phải nói, kỹ năng chạy của cậu cứ phải gọi là đẳng cấp. Còn chưa biết địch là ai thì cậu đã chạy mất rồi, nhưng người đời đâu hiểu được sứ mệnh cao cả mà Lý Vũ Quả đang phải gánh vác. Cuối cùng Lý Vũ Quả vẫn phải tự mình tìm lối đi riêng, nhưng lại mở đường sống chung cho cả thế giới. Vậy cậu đang ngủ bụi ở đâu? Chúng ta tiếp tục tập trước. Lý Vũ Quả cùng những người đồng đội lên đường đến kinh thành, cả quãng đường đi chẳng mấy suôn sẻ, hết gặp ông này lại va chạm với thằng kia. Tạ Linh Vân còn không may bị thương, đi đến Thiên Trấn Môn là phải dừng lại để kiếm chút thảo dược đắp vào vết thương cho Tạ Linh Vân. Vì sợ sau này vết thương lại lưu thành sẹo, mà có sẹo trên người lỡ không lấy chồng được thì toang, Tạ Linh Vân tức giận đánh Lý Vũ Quả. Hai người này ồn ào quá nên ba vị huynh đài tìm cách chuồn ra chỗ khác chơi, người thì lấy lý do là đi kiếm đồ ăn cho ngựa, người thì nói là mình muốn đi khách sạn. Đến cả Ôn Tử Chiêu đang cưỡi ngựa cũng tìm cách chuồn đi. Bất quá, Lý Vũ Quả không chịu nổi con cọp cái Tạ Linh Vân, đành phải nhanh chóng đi bốc thuốc. Cậu tìm đến quán tiêm thuốc Thiên Môn Trấn, ở đây ngoại trừ Hắc Lân Giáp thì loại thuốc gì mà Lý Vũ Quả yêu cầu cũng có. Nam Chính khó hiểu, gần nơi này đều là Đại Sơn Lân Giáp Phú Lễ ra phải đầy khắp núi mới phải, tại sao lại không có Hắc Lân Giáp cơ chứ? Tiểu hòa tử, chắc ngươi là người ngoài vừa mới đi tới Thiên Môn Trấn của bọn ta nhỉ? Thực ra gần đây xảy ra một sự kiện rất kỳ quái. Người lên núi đều mất tích, có người cho rằng trên núi có tà ma, nên những người đi hái thuốc kia cũng không dám mạo hiểm tính mạng của mình, nguồn cung đứt. Tất nhiên là Hắc Lân Giáp cạn hàng. Đại phu thở dài rồi đưa thuốc đã sắp sẵn cho Lý Vũ Quả. Nam Chính cảm ơn đại phu rồi về khách sạn với những người còn lại. Lý Vũ Quả về đến khách sạn là đã đến bữa trưa, nhưng chẳng còn một tí cơm nào phần lại cho cậu. Thức ăn thì ngon thế kia mà không có cơm. Lý Vũ Quả cu cái vì mình đi mua thuốc cho Tạ Linh Vân nhưng cô ấy lại không chừa cho mình miếng cơm nào. Vẫn may là Đỗ Tử Đằng không trẻ con như vậy, dành lại một đống đùi gà chiên cho Lý Vũ Quả, còn nói đã thuê ba gian phòng, một gian phòng cho Tạ Linh Vân, một gian phòng cho Tất Tử Dương và Ôn Tử Chiêu, một gian còn lại cho Đỗ Tử Đằng và Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả cảm ơn vì sự chu đáo của ba vị huynh đài. Cầm miếng đùi gà lên, chưa kịp gặp thì nghe thấy ba người ở bàn bên cạnh nói những chuyện rất là lạ, nào là thánh nữ có lệnh, nhất định phải bắt được con yêu thú kia, nếu không bắt được, chúng ta sẽ bị hiến tế, rồi còn đi tìm yêu thú gì đó. Lý Vũ Quả nghe ngóng tất cả. Tạ Linh Vân phải nhắc nhở cậu ta, đừng có nhìn cái lũ người kia, những người này của Hải Cốt Thần Giáo bình thường đều làm việc ác bất tận, có tiếng xấu mặc kệ là chuyện gì, một khi có dính dáng tới Hải Cốt Thần Giáo thì tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Lý Vũ Quả đồng ý, trong bụng tự hỏi Hải Cốt Thần Giáo là cái gì và yêu thú mà những kẻ này nói chẳng lẽ có liên quan đến những vụ mất tích người gần đây ở Thiên Môn Trấn. Nếu bọn họ muốn tìm tới con yêu thú kia thì có thể nhanh chóng lấy được Hắc Lân Giáp. Nếu nói như vậy, Lý Vũ Quả quyết định sẽ đi theo nhóm người kia. Nói là làm, đêm hôm khuya khoắt, Lý Vũ Quả đã đi cùng nhóm người mặc áo choàng gặp hồi sáng. Giờ này mà bọn chúng lên núi thì 100% là có điểm bất thường. Và đúng là như vậy thật, một nhóm người mặc áo choàng đen tụ tập lại. Sau khi người đứng đầu xác nhận là đã đều tới hết thì bỏ mũ xuống. Lúc này những người ở xung quanh đều quỳ xuống và nói thăm kiến thánh nữ. Mà thánh nữ kia chính là Hôi Cốt Ai. Hôi Cốt Ai cầm trên tay một cây gậy đầy bí ẩn, kêu tay sai đem tế phẩm tới đây cho mình. Lý Vũ Quả núp sau cái cây gần đó, chả hiểu cái mô tê gì, tại sao Hôi Cốt Ai lại dính dáng với Hải Cốt Thần Giáo, lại còn là thánh nữ, vậy Bạch Cốt Ai đâu? Câu trả lời không được giải đáp. Vật hiến tế của Hôi Cốt Ai trông rất là hung dữ, một con yêu chí thú vô cùng to lớn, sau khi mang ra thì nó lại tan biến, chỉ để lại yêu nguyên hỏa tinh. Thứ này bên trong chí thú chính là nghiệp hỏa, cực kỳ hiếm có, một ngọn lửa bất diệt xoay quanh nó, nước thường căn bản không dập tắt được. Có lẽ bọn họ đến đây là vì yêu nguyên của yên chí thú. Lý Vũ Quả mải suy nghĩ mà đụng nhầm vào một cành cây nhỏ, làm cho nó gãy ra. Hôi Cốt Ai rất nhanh phát hiện có động tĩnh lặng, vội vàng đuổi theo Lý Vũ Quả, không đuổi được còn dùng ám khí để chặn cậu lại. Lý Vũ Quả né ba hòn bi của Hôi Cốt Ai, rồi búng cái phi tiêu nhỏ vào người cô. Hôi Cốt Ai bắt được và còn nhận ra người trước mặt mình là Lý Vũ Quả. Cô ném cái phi tiêu đi, hỏi cậu tới đây với mục đích gì. Lý Vũ Quả nói thẳng là mình tới tìm thuốc để chữa bệnh cho bằng hữu. Hôi Cốt Ai thấy chỗ này không tiện để nói chuyện, liền kéo Lý Vũ Quả ra một cái lương đình ở gần đó. Lý Vũ Quả hỏi tại sao cô ta là người của Hải Cốt Thần Giáo, lại còn là thánh nữ. Hôi Cốt Ai không trả lời. Lý Vũ Quả hỏi về thông tin của Bạch Cốt Ai cũng không thèm nói. Lý Vũ Quả bắt đầu nóng lên, thấy được sự cứng đầu của Lý Vũ Quả. Hôi Cốt Ai dọa sẽ giết cậu nếu cứ thích đối cứng với mình. Lý Vũ Quả không chịu thua, là đàn ông nên cậu chơi mạnh bạo. Đè Hôi Cốt Ai xuống, ép cô ta phải nói ra sự thật Bạch Cốt Ai đang ở đâu. Hôi Cốt Ai ngượng ngùng, từ từ nói rằng Tiểu Bạch đã trúng phải chú thuật, mà thứ đó thì lại không có thuốc chữa nên đã ra đi. Lời nói này của Hôi Cốt Ai như sét đánh ngang tai Lý Vũ Quả. Cậu không tin, bảo Hôi Cốt Ai phải đem bằng chứng ra đây. Hôi Cốt Ai vạch áo mình ra,
đây là nội giáp mà ngươi đã đưa cho muội muội của ta nhỉ? Đây là thứ mà muội ấy đưa cho ta trước lúc lâm chung, giờ thì chắc hẳn người đã tin rồi nhỉ? Lý Vũ quả như chết lặng trong tim, bây giờ mới bình tĩnh lại được. Hôi cốt ai chuyển lời của Tiểu Bạch cho Lý Vũ quả viết, điều cuối cùng cô ấy nuối tiếc trên đời là trước khi chết không thể cho Lý Vũ quả biết Tiểu Bạch rất thích cậu. Nam Chính đứng hình luôn, vẻ mặt nhìn là biết buồn, hôi cốt ai phải chia sẻ nỗi đau với cậu ta, Nam Chính buồn quá nên ngáo luôn. Ôm chặt lấy hôi cốt ai, thật ra là cậu chỉ diễn kịch thôi, tất nhiên là sự chuyên nghiệp của Lý Vũ quả hơn hẳn hôi cốt ai. Cậu biết thừa đây chỉ là vở kịch của cô ta, trước khi Tiểu Bạch rồi đi Lý Vũ quả đều đã kiểm tra qua thân thể cô ấy, căn bản là không có bất kỳ vấn đề nào. Hôi cốt ai đẩy Lý Vũ quả ra, nói có một thứ mà Tiểu Bạch muốn để lại cho cậu. Lý Vũ quả tò mò không biết nó là thứ gì, hôi cốt ai lấy ra một con hài cốt khổng lồ. Bảo Tiểu Bạch trước khi lâm chung, đã bắt được một tên phản đồ ở bên trong thần giáo, về sau tên phản đồ này đã bị luyện thành hài cốt. Tiểu Bạch biết Lý Vũ quả đang nghiên cứu thi kinh, cho nên đã ngâm hài cốt này trong dược thủy, để lưu nó lại cho Nam Chính. Thi kinh là khôi thuật loại, nó là một trong tam đại mỹ thuật của hài cốt thần giáo. Nhưng nếu muốn tu luyện nó nhất định phải sử dụng vật liệu là hài cốt của người sống. Bây giờ Lý Vũ quả có thể đem ý niệm của bản thân nhập vào bên trong để tiến hành khống chế, sau đó nó liền sẽ chiến đấu vì cậu. Lý Vũ quả tụ con hài cốt về thành một cái đầu lâu, cảm thấy nó giống như trò chơi khô lâu chiến sĩ. Hôi cốt ai chỉ cho Lý Vũ quả cách chơi, chỉ cần ném cái đầu lâu kia ra là có thể biến thành chiến sĩ hài cốt, chẳng khác bộ phim hoạt hình nào đó mà mình quên rồi. Lý Vũ quả cảm tạ hôi cốt ai, hôi cốt ai chẳng nói nhiều lời nữa, bảo Lý Vũ quả nếu muốn hái thuốc thì nhanh cái chân lên. Và phải rất cẩn thận vì trong rừng này có rất nhiều thánh nữ, tu vi các nàng đều không yếu, có lẽ đều rất mờ lem. Lý Vũ quả vâng lời, nhìn theo bóng lưng hôi cốt ai rời đi, mặc dù không rõ tại sao cô ấy lại gạt mình. Nhưng Lý Vũ quả chắc chắn Tiểu Bạch đã trở lại hài cốt thần giáo, còn tỷ tỷ của cô ấy bây giờ lại là thánh nữ, nhưng Tiểu Bạch an toàn là được rồi. Lý Vũ quả lọ mọ về khách sạn, đi từ từ vào phòng rồi đóng cửa, hú cả hồn khi nhìn thấy Tạ Linh Vân ngồi như ma la canh ở gần đó. May mà hồn của Lý Vũ quả không bay mất, đèn được bật lên. Ba vị huynh đài kia cũng đã ngủ, Lý Vũ quả đem thuốc ra bôi cho Tạ Linh Vân, tránh để lại vết sẹo trong người cô ấy. Quá trình bôi thuốc cũng chẳng khác gì lần Lý Vũ quả với Lý Vũ quả ở những chấp đầu tiên, là một người đàn ông thông minh. Cái tay của cậu luôn biết cách luồn lách tới những nơi đất tốt, mềm mại, mịn mà. Sau một lúc gian nan, máu đã phải chảy thì Lý Vũ quả đã bôi thuốc thành công cho Tạ Linh Vân. Lúc đầu thì ngại ngùng rồi lằng ngoằng như con cọp, bây giờ lại ngủ chẳng biết cái gì, vẫn may Lý Vũ quả là chính nhân quân tử. Nhưng dừng khoảng chừng 2 giây đã nào, Tạ Linh Vân lại ngủ ở trên giường cậu, bây giờ mà nhường giường thì cậu biết ngủ ở đâu. Từ những lý do đó, Lý Vũ quả quyết định ngủ trên giường của mình và nằm ngay bên cạnh Tạ Linh Vân, và đêm nay nhất định sẽ là một giấc mơ đẹp với cậu và sự tưởng tượng đẹp với anh em. Nhưng làm gì có giấc mơ đẹp nào như Lý Vũ quả đã nghĩ, cả một đêm cậu không tài nào ngủ được vì Tạ Linh Vân cứ lăn qua lăn lại, liên tục tạo áp lực làm Lý Vũ quả không áp dụng được công thức mà giải, đôi mắt thâm quầng, chảy máu mũi liên tục vì chịu quá nhiều áp lực từ hai quả bưởi da xanh. Đúng lúc này Tạ Linh Vân mở mắt, nhìn thấy người mình đang ôm ấp là Lý Vũ quả thì hét lên, đi Vũ quả vội bịt mùng cô ấy lại. Ba vị huynh đài kia mà nhìn thấy thì sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được cho cậu, sau một hồi giải thích rất là mất thời gian. Nhưng Lý Vũ quả vẫn không khiến cho Tạ Minh Vân an tâm, nên kệ luôn đi, thời gian xuất phát cũng đã đến. Chẳng thể lằng ngoằng thêm, Tạ Linh Vân gọi Đỗ Tử Đằng dậy, bảo cậu ta chuẩn bị xe ngựa để còn lên đường. Cả nhóm năm anh em siêu nhân trên một chiếc xe tăng phá cửa dinh độc lập vào kinh thành Nam Việt, tiến quân thẳng tới phủ Thái sư. Ở đây Tạ Vô Kỵ là cha của Tạ Ninh Vân đang chơi cờ trắng đen. Tạ Linh Vân dẫn theo Lý Vũ Quả tới gặp ông ta, hai cha con cũng có chào hỏi qua sau một thời gian không gặp nhau. Rồi cô giới thiệu Lý Vũ Quả cho Tạ Vô Kỵ biết, rồi Lý Vũ Quả đưa cho Tạ Vô Kỵ bức thư mà cha mình đưa cho. Tạ Vô Kỵ mở thư ra, vô cùng sốc khi biết phụ thân của Lý Vũ Quả là ai, lại còn sốc hơn khi biết người đang đứng trước mặt mình là ai. Lý Vũ Quả chưa biết Tạ Vô Kỵ nghĩ mình là ai, rất lai dai lên hai người chào nhau, thế là đợi tập sau. Đây là Lý Vũ Quả, anh mang trong mình dòng máu hoàng tộc, là con trai của hoàng tử, tức là người sẽ kế ngôi vị hoàng đế tiếp theo, nhưng dòng đời trớ trêu. Lý Vũ Quả lại không biết điều này, và lại muốn có được ngôi vị đáng ra là của mình thì cậu phải đánh bại được lũ người đã cướp mất nó, tạo thành điểm nhấn từ đáy biển mà bới lên. Tiếp tục tập trước, Lý Vũ Quả lên kinh cùng Tạ Linh Vận và ba vị huynh đài, cho dù gặp rất nhiều cậu vẫn đặt chân lên được kinh thành. Vừa tới đây đã được Tạ Linh Vận dẫn đến phủ Thái sư, gặp Tạ Vô Kỵ. Tạ Vô Kỵ, ông ta khi biết Lý Vũ Quả là ai thì bộ mặt mừng rỡ, bảo bản thân đã chờ cậu ta 18 năm. Lý Vũ Quả vẫn chưa hiểu cái mô tê gì, đây là những điều bí mật chỉ có Tạ Vô Kỵ, bố cậu và Lý Tam Nguyên biết. Tạ Vô Kỵ đối xử với Lý Vũ Quả như con, bảo cậu sau này cứ gọi là thúc thúc, đến đây cũng không cần phải ở ký túc xá của thư kiếm viện, ông cho cậu thoải mái chọn một phòng trong phủ Thái sư để. Nhưng Lý Vũ Quả lắc đầu, nơi này là dành cho Thái sư, cậu ở đây thì có chút không thích hợp. Tạ thúc trên danh nghĩa là viện trưởng của thư kiếm viện, mà Lý Vũ Quả lại là học sinh muốn tham gia khoa khảo, nếu như Lý Vũ Quả quyết định ở chỗ này, sợ rằng sẽ bị người ngoài gièm pha. Tạ Vô Kỵ vua dâu cười, hiền chất nói cũng có lý,
hay là như này, tại quảng trường băng hồ lão phu có một căn nhà, vừa hay không có người ở, lại cách thư kiếm viện không xa lắm, chi bằng hiền chất liền ở chỗ đó đi. Sau một hồi lằng nhằng thì Lý Vũ Quả cũng chịu đồng ý. Tạ Linh Vận lập tức nhận trách nhiệm đưa Lý Vũ Quả đi nhận phòng xem ốc. Tạ Vô Kỵ đợi cho Lý Vũ Quả và Tạ Linh Vận đi, gọi Lý Tam Nguyên ra bảo ông ta không cần phải trốn nữa. Lý Tam Nguyên chui ra, chào hỏi với Tạ Vô Kỵ bằng giọng điệu không được hay lắm. Đã nói từ trước là ông ta rất ghét Tạ Vô Kỵ, nếu không phải là chuyện lớn có khi ông lão này còn không thèm gặp mặt nhau. Đã nhiều năm như vậy rồi, thế mà ngươi vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó à? Cửu Tiêu Thành bên đó đã chuẩn bị như thế nào rồi? Tạ Vô Kỵ hỏi Lý Tam Nguyên. Lý Tam Nguyên gật đầu nói đã xong, có tín hiệu là hành động, còn chuyển lời của Lý Chấn sẽ để Lý Vũ Quả ở lại kinh thành giả mạo thành một cái quan bán chức để thuận lợi cho kế hoạch sau này. Tạ Vô Kỵ đồng ý, ông ta nhận trách nhiệm quản lý Vũ Quả, nhưng có một vấn đề mà bọn họ phải giải quyết trước khi kế hoạch bắt đầu, đó chính là diệt trừ hai kẻ bí ẩn. Lý Tam Nguyên nhìn mặt Tạ Vô Kỵ cũng có thể đoán ra là ai, nhưng không biết anh em nào ở đây để ý ông Tạ Vô Kỵ này giống Tư Đồ Ngột Thuật không. Bỏ qua vấn đề đó, Lý Vũ Quả rất hài lòng với căn phòng mà hai cha con Tạ Vô Kỵ chuẩn bị. Một căn phòng đầy đủ bút vở để cậu tiếp tục cập nhật chương mới cho Đại Kim Phong Vân Lục và Phiên Vân Vũ Lục. Không chỉ chuẩn bị đủ đồ nghề, Tạ Linh Vận còn gọi tới vô số nha hoàn xinh đẹp, đều đã được ký khế ước bán thân, cho dù Lý Vũ Quả không muốn dùng cũng phải dùng. Lý Vũ Quả toát mồ hôi, đông thế này cậu làm sao mà chăm sóc hết, mà lại còn khế ước bán thân nữa, cậu đành phải làm vừa lòng người ta. Nhưng vẫn phải có một tí luật lệ, Lý Vũ Quả nhắc nhở các con vợ nha hoàn không có lệnh của mình thì không được phép tiến vào phòng, nha hoàn đều đã được đào tạo nên rất nghe lời. Còn muội thì sao? Tạ Linh Vận đòi đặc quyền riêng với Lý Vũ Quả. Nam Chính sợ sợ, nhà của cô em mà, thích đi đâu chả được. Tạ Linh Vận vui vẻ khi thấy Lý Vũ Quả biết điều, tiếp theo là dẫn cậu đi gặp sư phụ của cô, Kiếm Tiên tiền bối. Lý Vũ Quả rất háo hức, nhanh chân cùng Tạ Ninh Vân đi bãi phòng tiền bối, mấy em nha hoàn nhìn theo bóng lưng Tạ Linh Vận và Lý Vũ Quả. Bàn tán với nhau Lý công tử này rốt cuộc là người như thế nào mà có thể biến ta đại tiểu thư thường ngày chanh chua, một con hổ cọp trở thành một chú thỏ. Đoán chắc là cô ra tương lai, cả nhóm nha hoàn tự bảo nhau đêm nay phải sửa sang rượu ngon người ngon cho Lý Vũ Quả, sau này mới có thể dễ chịu mà sống. Lý Vũ Quả cùng Tạ Linh Vận tới thư kiếm viện, sự xa hoa ở đây là đẳng cấp hơn hẳn với Thiên Vũ học viện của Hạo Thiên thế giới. Đứng ở cổng là Lý Vũ Quả đã nghe thấy một tiếng đàn bầu đã hay còn ngầu, người đánh đàn nhìn là biết cao thủ, đây chính là Túy Kiếm Tiên. Âu Dương Khánh là sư phụ của Tạ Linh Vận, Lý Vũ Quả bước đến chào hỏi, đằng nào sau này cũng sẽ thân nên cậu gọi luôn là sư phụ. Âu Dương Khánh nhìn thấy Lý Vũ Quả, đột nhiên bật dậy, cảm xúc cũng giống như Tạ Vô Kỵ, đợi suốt 18 năm qua để Lý Vũ Quả lớn lên, Tạ Linh Vận bước theo, ôm nhào lấy Âu Dương Khánh. Âu Dương Khánh xoa đầu học trò của mình, khen cô mới mấy tháng không gặp mà tu vi lại tăng tiến thêm chút nữa, rồi ông ta quay ra chào hỏi Lý Vũ Quả. Ông đã biết Lý Vũ Quả qua bức thư mà Tạ Ninh Vân gửi. Ông cảm thấy biết ơn khi Tạ Linh Vận kết bạn được với một cao thủ võ hoàng như Lý Vũ Quả. Nam Chính lắc đầu, nói mình chỉ là một thư sinh bình thường. Âu Dương Khánh biết Lý Vũ Quả đang nói dối, phát ra một luồng khí đẩy ba cái kim châm ở sau cổ Lý Vũ Quả ra. Ngươi dùng ngân châm phong bế huyệt vị, dùng thứ này ngăn cản linh khí tiết ra ngoài để che giấu thực lực của bản thân. Âu Dương Khánh giải thích làm Lý Vũ Quả không thể bào chữa thêm, nhưng mà nếu như ngươi cứ để mãi như vậy thì sẽ dẫn đến nguyên khí trong cơ thể bị hỗn loạn, cuối cùng sẽ bảo mà chết. Âu Dương Khánh nghiêm trọng nói. Lý Vũ Quả thở dài, vì để che giấu bản thân và an toàn cho mọi người cậu mới phải làm như vậy. Lý công tử thật là trạch tâm nhân hậu, vậy thì để lão phụ giúp ngươi đi, đây là thạch nham chỉ hoàn, là một giới chỉ chữ vật, đồng thời còn có thể đem linh khí từ cơ thể vào bên trong đó, coi như phân thượng của ái đồ lão phu, thạch nham giới chỉ này tiện tặng cho ngươi. Âu Dương Khánh nói. Đây đúng là thứ mà Lý Vũ Quả đang cần, cậu vui vẻ lấy thạch nham chỉ hoàn, lần này rốt cuộc Nam Chính cũng có thể yên tâm nằm khỏe re ở kinh thành rồi. Lý Vũ Quả đi lòng vòng cùng Tạ Linh Vận đến tận gần tối mới về phòng, vừa bước chân về nhà là Lý Trung đã chạy ra báo tin tốt. Các huynh đệ đều đã sắp xếp thư cục ở kinh thành xong xuôi hết rồi, mấy ngày nay tìm nơi thuê một viện tử là có thể khai trương một lần nữa, Lý Vũ Quả rất hài lòng. Đại Kim Phong Vân Lục sẽ lại được cập nhật bình thường trở lại, chẳng qua là có một vấn đề, vì lần trước Thông Minh tự định dạng Đại Kim Phong Vân Lục là phản thư, muốn phát hành nó trở lại thì phải rửa tội, vẫn may là Lý Vũ Quả có cách, lão cha của Đỗ Tử Đằng là cục trưởng quan thư cục ở kinh thành. Để lát nữa cậu kêu hắn hỗ trợ xử lý là được. Bất ngờ gọi Tào Pháo Đỗ Tử Đằng lại đến, còn có cả hai vị huynh đệ Tất Tử Dương và Ôn Tử Chiêu. Nay người mới tới kinh thành ngày đầu tiên, nên ta phải hảo hảo dắt người đi chơi mới được, Đỗ Tử Đằng nói. Ôn Tử Chiêu còn bật mí nơi này chuyên dành cho đàn ông chơi đêm. Lý Vũ Quả háu ăn hàu, vội vàng bỏ luôn việc cập nhật chương mới cho Đại Kim Phong Vân Lục để cùng ba vị huynh đài kia đến khu vui chơi. Khu vui chơi mà bọn họ đến tên là Thính Tuyết Các, một nơi xa hoa đúng nghĩa dành cho đàn ông. Đỗ Tử Đằng vào gặp mẹ Trương, là chủ ở đây, đặt một sương phòng tại lầu 2. Thật là khéo léo mà, vừa hay đêm nay là ngày biểu diễn của hoa khôi Mục Cô Nương Thính Tuyết Các bọn ta, đúng lúc lầu 2 còn có một gian sương phòng, mẹ Trương nói.
Nghe đến hoa khôi là các anh hưng phấn hẳn lên, súng ống hướng thẳng xương lầu 2 mà bắn. Trên chiếc xe tăng phá cửa lên lầu 2, Lý Vũ Quả vừa đi vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc lạ. Chắc chắn là giống Nạp Lan Mộng, tình yêu ngày nào làm cậu nhớ về vợ cũ. Thấy Lý Vũ Quả ngẩn ngơ nhìn xung quanh, Đỗ Tử Đằng cùng hai vị huynh đài kia bảo cậu không cần phải vội. Một cô nương chính là đệ nhất mỹ nữ ở kinh thành, bán nghệ cả củ nhưng không bán thân, cũng có quan hệ ý vị sâu xa cùng với đương kim thái tử, chúng ta có thể nhìn từ xa xa. Là đời này cũng không hối tiếc rồi, Tất Tử Dương nói. Hai vị công tử còn lại gật đầu đồng ý, gọi Lý Vũ Quả ra ngoài ban công để xem một cô nương biểu diễn. Mở đầu màn biểu diễn là hiệu ứng tuyết rơi, Đỗ Tử Đằng nói Mục Hề Sa xuất hiện thì thính tuyết các đều sẽ có tuyết rơi, Lý Vũ Quả không để ý điều đó. Thứ cậu quan tâm là mùi hương quen thuộc giống như Nạp Lan Mộng đang ngày càng gần, sau một lúc rơi mấy cân tuyết thì Mục Hề Sa xuất hiện. Cô như nàng tiên giáng trần, cả tuyết các nháo nhào lên, có ông cháu còn sắp nhảy xuống bắt cóc Mục Hề Sa rồi, Lý Vũ Quả cũng vậy. Cậu ngỡ ngàng bàng hoàng không nói lên lời, một vẻ đẹp giống y chang như làm Lan Mộng, nam chính tự hỏi đây có phải là vợ mình không. Một Hề Sa như một đóa hoa nở rộ giữa bầu trời hoa nở rộ, bất ngờ có một mụ già trên lấn dần vào để tiếp cận Mục Hề, nhìn bộ mặt là biết có ác ý. Bà ta điều khiển một tấm vải nhỏ, bay nhanh tới tiếp cận Mục Hề Sa, Lý Vũ Quả cảm nhận được sát khí, vội vàng phóng phi tiêu tấn công bà già kia. Bà kia phải cho tấm vải quay trở lại để chặn phi tiêu của Lý Vũ Quả, biết được trước mặt mình là một cao thủ, bà ta bỏ đi nhưng vẫn có quyết tâm lần sau quay trở lại. Thấy đối phương chuồn đi, Lý Vũ Quả định đuổi theo nhưng mà thôi, bớt chọc phiền toái để còn xem vợ yêu múa. Sau vài đường múa điêu luyện nữa thì Mục Hề Sa kết thúc trình diễn. Đám đàn ông ở phía dưới hô hào gọi tên cô, một Hề Sa chào một cái còn bất ngờ nhìn lên chỗ Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả có chút đứng hình. Ba vị huynh đài còn lại thì khóc lóc vì chưa xem đã mắt thì đã múa xong, nhưng món ăn tinh thần khác lại được dâng lên, bốn em gái xinh tươi. Điện nước thoáng mát, gầm cao công suất mạnh đi tới, mỗi em nắm tay một anh, vào trong sương phòng cùng nhau uống rượu đá hỏng. Cuộc vui chưa được bao lâu, con cọp cái cùng hai người tay sai đến tìm Lý Vũ Quả và ba vị huynh đài, chửi bọn họ dám đưa Lý Vũ Quả đến đây, cô vừa đi vừa hét lớn. Lý Vũ Quả rất mẫn cảm với nguy hiểm, nghe được tiếng chửi từ bên ngoài tuyết thính các là có điểm không lành, chạy ra ngoài thì đúng là như vậy thật. Cậu nhìn thấy Tạ Linh Vận đang tìm mình cùng ba người anh em, vội vàng ngoái đầu vào bảo mọi người mau chạy đi, Đỗ Tử Rằng cùng hai tên kia nhanh chân chuẩn trước. Lý Vũ Quả không biết đường nhưng chạy theo không kịp, tình hình gấp gáp nên cậu cứ nhảy ra ngoài cửa sổ, đi đâu thì đi, vẫn may là Lý Vũ Quả chạy kịp. Nhưng cậu lại nhảy nhầm vào mái nhà xuống cấp, ngã thẳng vào phòng tắm của Mục Hề Sa, lại còn vào thẳng chậu tắm của cô ấy, bàn tay sờ soạng. Sơ múi một lúc mới nhận ra, Cục Hề Sa cầm tay Lý Vũ Quả, nụ hoa trong người lên đến đỉnh điểm, hỏi cậu bóp đủ chưa, quả này nam chính đúng là lành ít dữ nhiều. Chàng trai này đi chơi lầu xanh bị vợ tương lai phát hiện, con cọp dẫn theo hai con sư tử đi thẳng vào lầu xanh tìm cậu, vẫn may là chàng trai kia nhanh trí, vội vàng trèo qua cửa trốn đi, nhưng không ngờ anh ta lại trốn nhầm vào tiên cảnh. Vậy tiên cảnh này là một nơi như thế nào? Các bạn muốn biết cách lên thì xem nhé. Chúng ta tiếp tục tập trước, Lý Vũ Quả được ba vị huynh đài kia dẫn đến thính tuyết các uống rượu đá hàu, nhưng không may bị Tạ Linh Vận phát hiện, cả nhóm phải tách nhau ra để chạy. Là lần đầu đến đây, Lý Vũ Quả chẳng biết đường nào mà chạy, cậu nhảy nhầm vào phòng tắm của Mục Hề Sa. Hoa khôi của thính tuyết các, Mục Hề Sa đang tắm thì bị nam chính bay từ đâu đến ấp vào, tức giận vô cùng, tạo ra những công kích bằng cột băng. Lý Vũ Quả khó khăn né ra đằng sau, vừa chạy vừa giải thích, mình chỉ là một thư sinh bình thường, không cẩn thận lạc đường, xông nhầm vào đây, Mục Hề Sa chưa tin ngay. Nghĩ bụng kể trước mặt mình có thể né được pháp thuật công kích của mình, tuyệt đối không phải là một người bình thường. Cô tự hỏi hắn có phải là người của Ma Y Thần Giáo không? Lý Vũ Quả vẫn đang ngơ ngáo trước vẻ đẹp của Mục Hề Sa, khi thấy được ấn ký của Hài Cốt Thần Giáo trên vú cô ta, nghĩ chắc một thể xa biết được tung tích của Tiểu Bạch. Mở mồm hỏi cô nương có phải là giáo đồ của Hài Cốt Thần Giáo không? Mục Hề Sa bùng nổ khi nghe câu hỏi của Lý Vũ Quả, vậy mà biết thân phận của ta, còn nói là người bình thường. Pháp đồ của Ma Y Thần Giáo, nếm thử thứ này đi. Mục Hề Sa biến ra một thứ pháp thuật kỳ ảo tung chảo, nó như một cơn gió cuốn lấy Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả bị thứ pháp thuật của Mục Hề Sa cuốn vào, chẳng hiểu tại sao thân thể lại tê tê, đến một chút khí lực cũng không còn. Lý Vũ Quả cúi người, Mục Hề Sa khoanh tay, tự cảm thấy mỹ thuật của mình quá là mạnh, nhưng dừng khoảng chừng là 2 giây, trong tay Lý Vũ Quả có nhẫn thần thánh mà Âu Dương Khánh đưa cho. Nó hút hết nghị lực của Mục Hề Sa vào, đưa Lý Vũ Quả trở về trạng thái bình thường. Mục Hề Sa giật cả mình, không hiểu tại sao mỹ thuật của mình không có tác dụng đối với Lý Vũ Quả. Đúng lúc này thì có người gõ cửa, đến tìm Mục Hề Sa, Lý Vũ Quả hốt hoảng, Mục Hề Sa này là người của thái tử, nếu cậu bị người ta bắt gặp ở nơi này thì coi như toang, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nam chính quyết định chuẩn trước, bỏ Mục Hề Sa ở lại. Nhưng cậu đâu biết mình vừa bất cẩn đánh rơi châm hoa của Tiểu Bạch, người vừa nãy gõ cửa là Liên Ngọc, người hầu của Mục Hề Sa. Cô ấy vội đi vào hỏi xem Mục Hề Sa có gặp chuyện gì không. Mục Hề Sa lắc đầu, điều mà cô lo lắng trong lòng là Lý Vũ Quả có thể chống lại nghị lực của mình, mà lại còn là một tiểu tử không có tu vi. Đen cho Lý Vũ Quả là Mục Hề Sa đã phát hiện chiếc châm hoa mà cậu làm rơi, đó là sự báo hiệu cho cuộc hội ngộ vào một ngày không xa. Ngày hôm sau,
Lý Vũ Quả cùng các bạn học bắt đầu nghiên cứu và học tập ở thư kiếm, viện thư đường. Trong tiết các bạn đều cặm cụi nghe giảng và làm bài. Chỉ có Lý Vũ Quả nằm trườn xuống bàn, nghĩ về chuyện Mục Hề Sa có giống Nạp Lan Mộng hay không, và trong chuyện này có phải là Diêm Vương đã nhúng tay vào hay không. Cho ngoại hình của Nạp Lan Mộng thay đổi sau khi chuyển thế, nhưng mấy chuyện đó không quan trọng bằng thái tử. Lỡ Mục Hề Sa đi mách lẻo với thái tử thì toang cờ MNL, vẫn là mau chóng đi tới nhà Mục Hề Sa để tạ tội. Lý Vũ Quả cũng có thể thuận tiện hỏi về chuyện Nạp Lan Mộng. Lý Vũ Quả lên lớp không chú ý nghe giảng, không muốn nghe thì ra ngoài cho ta. Thầy giáo tức giận quát vào mặt Lý Vũ Quả, phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Kệ cơ mờ nờ nhà thầy, Lý Vũ Quả xách dép ra ngoài luôn. Cậu đi lòng vòng ở khuôn viên nghĩ cách gặp mặt Mục Hề Sa để xin lỗi, nhưng lại bất ngờ gặp một thanh niên có mang ngọc bội của hoàng thất Việt Quốc bên người. Thanh niên đó tên là Tô Bác, Tô Bác đang uống rượu. Thầy Lý Vũ Quả đứng nhìn mình, hắn mời cậu uống rượu, hai người ngồi xuống đàm đạo. Lý Vũ Quả tiếp rượu với Tô Bác, loại rượu mà hắn ta đang uống lại là loại cực kỳ hảo hạng. Lý Vũ Quả uống mà mê luôn. Tô Bác giới thiệu tên mình cho Lý Vũ Quả nghe, danh tiếng của Lý Vũ Quả hắn cũng đã biết, nhưng toàn là danh tiếng xấu. Về tội chuyên chống đối sư trưởng ở trong lớp, Lý Vũ Quả khen nhãn lực của Tô công tử rất tốt, hỏi hắn ta hôm nay không đẹp trời mà lại ra đây uống rượu hẳn là có tâm sự gì. Lý công tử có đang quý mến cô nương nào đó hay không? Tô Bác hỏi Lý Vũ Quả. Tất nhiên là có rồi, nhiều là đằng khác, Tô Bác kể, ta cũng có, nhưng mà nàng là một thanh lâu nữ tử, nàng khí chất ưu nhã, xinh đẹp như thiên tiên, không vì thân phận của ta mà khúm núm, làm ta càng thêm quý mến nàng hơn. Nhưng ta là dòng dõi hoàng thất, nói chuyện hành động đều bị hạn chế, cho nên cơ hội gặp mặt nàng lại càng ít. Ta có thể cảm thấy nàng ấy cũng thích ta, nhưng nàng lại chậm chạp không chịu nói ra, ta đã không còn kiên nhẫn để đợi nữa rồi. Lý Vũ Quả nghe mà cạn lời trong bụng, không biết anh giai này có chơi đá không, mới gặp lần đầu là đã có hà kỳ biết người khác thích mình. Đột nhiên Tô Bác bật dậy, cầu xin tha thiết Lý Vũ Quả theo mình tới tiệc ăn cùng với cô nương kia, rồi thay hắn ta bẻ khóa trái tim của cô gái đó, sau này hắn tất sẽ có cảm tạ hậu hĩnh. Lý Vũ Quả gãi đầu vì ngại, nói Tô công tử không cần phải khách khí, dân chuyên bẻ khóa như anh chuyện nhỏ này thêm vài chuyện nữa vẫn là bình thường. Thật ra là trong bụng Lý Vũ Quả sợ tên kia là người hoàng thất, không giúp thì hắn lại làm khó. Hai người kết thúc chén rượu bằng thời gian địa điểm rõ ràng của buổi tiệc. Chuyện chuyển cảnh 180 vòng, đến với căn phòng của Mục Hề Sa và người hầu Liên Ngọc, bọn họ lại dùng những pháp thuật lạ để tìm ra thông tin chủ của chiếc châm hoa mà Lý Vũ Quả làm rơi. Sau khi biết được châm cài tóc đó là của Bạch Cốt Ai, mà người làm rơi chính là Lý Vũ Quả, chồng cũ của Bạch Cốt Ai. Mục Hề Sa cảm thấy thú vị, cô ta muốn lợi dụng Lý Vũ Quả để giúp mình đoạt lấy giáo chủ chi vị của Hải Cốt Thần Giáo. Liên Ngọc nhắc thêm cho Mục Hề Sa biết họ lại chuẩn bị có một cuộc hẹn với Tô Bác. Mục Hề Sa nghe lại chuẩn bị phải gặp anh sát boy Tô Bác thì tỏ ra cái vẻ mặt đen đủi, suối quẩy khi phải gặp hắn ta. Bữa ăn cơm tiệc với Mục Hề Sa cuối cùng cũng đã đến, Tô Bác khoác vai Lý Vũ Quả đi vào. Lý Vũ Quả lúc này vẫn chưa biết cô nương mà Tô Bác thầm thương trộm nhớ là Mục Hề Sa. Người mấy ngày hôm nay Lý Vũ Quả đang lo lắng cô ta đi mách lẻo thái tử, mà Lý Vũ Quả cũng không biết người bên cạnh mình là thái tử, đúng là một cú lừa lớn của tác giả. Tô Bác vén tấm màn để mời Lý Vũ Quả vào, vừa vào là hai con mắt của cậu đã muốn lòi ra vì bất ngờ, Mục Hề Sa cũng vậy. Không hiểu tại sao là Lý Vũ Quả, hai người nhìn nhau trong vài giây, Tô Bác biết ngay là Lý Vũ Quả cũng bị vẻ đẹp của Mục Hề Sa mê hoặc. Lý Vũ Quả vội gãi đầu xin lỗi, trong lòng cậu cũng biết chuyến này toang rồi, tên Tô Bác lại chính là thái tử. Mục Hề Sa và Lý Vũ Quả vẫn giả vờ như chưa từng gặp nhau, để cho Tô Bác tự giới thiệu hai người với nhau, Mục Hề Sa đúng là một con cáo giả. Còn chưa ăn cầm vào đũa mà đã giở trò với thái tử, cô ta dùng mị hoặc chi thuật để làm thay đổi tâm trí Tô Bác, Tô Bác bị dính mị hoặc, tâm trí như chơi đá, trong lòng bây giờ chỉ biết nghe theo Mục Hề Sa. Lý Vũ Quả ngồi bên cạnh mà chúa con mắt, Mục Hề Sa bây giờ là người làm chủ trò chơi. Cô ta bỏ qua thái tử, tiếp cận Lý Vũ Quả, lần này hai người có thể thoải mái nói chuyện mà không cần diễn kịch. Mục Hề Sa rút cây hoa châm ra làm con tim, Lý Vũ Quả bất ngờ vì cây hoa châm thương yêu của mình lại trong tay ả. Mục Hề Sa biết Lý Vũ Quả rất muốn lấy lại cây châm này, cô ta lấy một tờ giấy từ trong kẽ vú ra, đáp thẳng vào mặt cậu bảo đến địa điểm ghi trên tờ giấy. Sau một lúc loằng ngoằng, mò đường theo tờ giấy thì Lý Vũ Quả đến đúng địa điểm, Liên Ngọc đã đợi sẵn ở đây. Sau khi xác nhận chuyện Lý Vũ Quả đã giải quyết ổn thỏa thái tử, nói dối với hắn là uống rượu say quá ngất đi, một cô nương thì về. Trước khi về còn nói rõ với Lý Vũ Quả là nàng cũng rất thích Tô Bác, Lý Vũ Quả muốn để Mộc Hề Sa tự giải thích với Tô Bác, còn bây giờ cậu sẽ đi theo Liên Ngọc. Liên Ngọc đi tới một chỗ ít người, rồi mở ra một cánh cổng không gian, Lý Vũ Quả theo lời Liên Ngọc đi vào trong, cách đó không xa còn có Lý Tam Nguyên đang quan sát thằng cháu mình. Lý Vũ Quả đến nơi ở của Mục Hề Sa, qua nó láo nên cậu bảo cô ta đi thẳng vào vấn đề chính, nhưng Mục Hề Sa cứ thích loằng ngoằng. Lý Vũ Quả hỏi cô Tiểu Bạch bây giờ đang ở đâu và như thế nào, Mục Hề Sa không nói rõ, chỉ cho cậu biết là Tiểu Bạch vẫn còn sống. Còn có một bí mật nữa nhưng Mục Hề Sa biết, Lý Vũ Quả quyết tâm hỏi bằng được vì sự lo lắng cho Tiểu Bạch. Bạch Cốt Ai là một trong thánh nữ của cốt tộc, cũng là ứng viên cho đời giáo chủ tiếp theo, ta cần ngươi giúp đỡ ta, khiến Bạch Cốt Ai mất đi tư cách kế thừa giáo chủ. Sau khi mọi chuyện thành công, ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi,
Mục Hề Sa nói, tất nhiên là Lý Vũ Quả không ngu. Cậu sẽ không đi phản bội vợ mình. Mục Hề Sa biết Lý Vũ Quả cứng đầu, cô ta dùng hẳn biện pháp mạnh, chơi tận 9 phần công lực của mị hoặc chi thuật. Lý Vũ Quả sợ hãi lùi lại đằng sau, biết rõ loại pháp thuật lạ kia lại đến, mà lần này còn lớn hơn rất nhiều. Mục Hề Sa tự tin dùng 9 phần công lực của mình cuốn lấy Lý Vũ Quả, đảm bảo 100% thành công, nhưng mà không, 9 phần công lực của cô vẫn chưa đủ đẳng cấp để phá vỡ chiếc nhẫn thần thánh mà Âu Dương Khánh cho Lý Vũ Quả. Mục Hề Sa rất bất ngờ, 9 phần công lực được bộc phát mà không làm gì được, chẳng lẽ phải sử dụng 10 phần công lực, nhưng dừng khoảng chừng là 2 giây, Mục Hề Sa nhớ lại lời mà sư phụ đã từng dặn. Hề Sa, con phải nhớ lấy, mị công là một con dao hai lưỡi, nếu như gặp phải trường hợp không thể bị mị hoặc bằng 9 phần công lực thì con phải từ bỏ ngay lập tức. Nếu như con sử dụng phần công lực mà sau khi thất bại thì người bị luân hãm sẽ chính là bản thân con đấy. Lời sư phụ nói rất rõ ràng, không hề bị sai chính tả, nhưng Mục Hề Sa đếch quan tâm, cô tự tin trên đời này làm gì có người nào có thể chống lại được. Quyết định dùng 10 phần công lực, ép cho Lý Vũ Quả phải bị mê hoặc, Lý Vũ Quả vào thế thủ, chuẩn bị tiếp đón 10 phần công lực thì đến tập sau. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hôm nay nhân vật chính còn phải qua ải khó gấp 100 lần như thế, vừa có mỹ nhân, có đá, hương cỏ, sân bay thẳng cánh cò chạy. Nếu anh em ở trong hoàn cảnh của nhân vật chính liệu có thể vượt qua được những ải đó không? Chưa chắc đã dồn đâu. Tiếp tục tập trước, Lý Vũ Quả gặp lại Mục Hề Sa. Sự danh ma của cô ta không hề đơn giản, Lý Vũ Quả bị Mục Hề Sa mị hoặc. Nhưng may mắn là có nhẫn thần mà Âu Dương Khánh cho, giúp Lý Vũ Quả vượt qua 9 phần công lực của mị hoặc chi thuật. Một Hề Sa chơi tới bến, quyết tâm phải mị hoặc được Lý Vũ Quả. Cô chơi hẳn 10 phần công lực, Lý Vũ Quả vào thế thủ, nhưng mà lại phải nhờ chiếc nhẫn chữ vật kia giúp. Nó hút sạch 10 phần nghị lực của Mục Hề Sa, lúc này chiếc nhẫn chữ vật đã nứt, Lý Vũ Quả chẳng bị làm sao, giờ chính là kết quả cho việc không nghe lời sư phụ. Sử dụng 10 phần công lực thì Mục Hề Sa sẽ bị phản phệ, cô ta bây giờ trở thành người bị mị hoặc, cứ tiến tới lấn áp Lý Vũ Quả, mò mẫm từng ngõ ngách trên người cậu. Muốn đưa Lý Vũ Quả từ cảm xúc này sang cảm xúc khác, Lý Vũ Quả cố gắng kiềm chế, cố nhắc cho bản thân biết mình là một chính nhân quân tử, không được thua trước ải mỹ nhân. Nam chính cố gắng đẩy Mục Hề Sa ra, gọi tâm trí cô ấy trở lại, nhưng tác dụng của phản phệ mị thuật quá lớn. Mục Hề Sa cứ tiếp tục lấn tới, ngồi chuẩn tư thế với Lý Vũ Quả. Đúng lúc này Liên Ngọc đi vào, xem tình hình hai người bàn bạc như thế nào rồi. Lại bất ngờ trước cảnh tượng Lý Vũ Quả và Mục Hề Sa, không đoán được là Mục Hề Sa bị phản phệ, còn tưởng đây là kế sách của tiểu thư để dụ dỗ Lý Vũ Quả. Thế là cô ấy cởi áo ra, cùng lao vào massage trà rũa, chọn gói combo sửa xe cho Lý Vũ Quả. Nam chính ngạt thở trước hai cái máy ép chạy bằng cơm. Bất ngờ từ đâu chui ra ba tên thích khách, lao tới chém lia lịa đòi lấy mạng Mục Hề Sa, Lý Vũ Quả phải ôm cô ấy nhảy ra chỗ khác. Liên Ngọc nhanh nhẹn giúp đao ra xử lý nhẹ nhàng hai tên thích khách, nhưng càng lúc càng đông, Lý Vũ Quả ôm Mục Hề Sa trên tay. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, là ma y thần giáo, hãy bảo vệ tiểu thư cho thật tốt, Liên Ngọc nói, Lý Vũ Quả đồng ý. Nhưng vấn đề lớn của cậu là Mục Hề Sa vẫn bị phản phệ nặng, nếu muốn bảo vệ cô ấy thì cậu sẽ không thể chủ động tấn công. Người đã làm cái gì với tiểu thư nhà ta, trước mắt đang là tình huống nguy cấp, tại sao tiểu thư vẫn như vậy, Liên Ngọc vừa chiến đấu vừa hỏi. Lý Vũ Quả cũng chẳng biết rõ cô ấy bị làm sao, chỉ nói với Liên Ngọc là mình đã bị cô ta dùng mị thuật. Liên Ngọc toát mồ hôi, đoán ra 99% là tiểu thư đã bị mị công phản phệ. Lý Vũ Quả đứng không ôm Mục Hề Sa thôi cũng rất khó chịu, cô ta cứ nhào vào quấn chặt lấy cậu, làm nam chính không thể thấy gì hết, đứng như một bức tượng, tất nhiên là kẻ địch không bị mù. Một tên thích khách phóng cầu điện tới tính kết liễu Lý Vũ Quả và Mục Hề Sa, Liên Ngọc đi tới đỡ chiêu cho tiểu thư, một vụ nổ muốn banh cái phòng, may là Liên Ngọc vẫn đứng vững. Cô ta bảo Lý Vũ Quả mau mang tiểu thư rời đi trước, nơi này cứ giao lại cho mình. Lý Vũ Quả đồng ý, ném cho Liên Ngọc viên ngọc bội để mở cổng không gian, rồi nhanh chân chạy đi trước. Nam chính vội vã lướt trên hàng mướt, vừa chạy vừa cầu xin Mục Hề Sa tỉnh lại, nhưng Lý Vũ Quả và Mục Hề Sa đã ở trong tầm ngắm của Lăng Vân Tương. Chính là kẻ lần trước ở sân khấu đã có sát ý với Mục Hề Sa, bọn chúng muốn đuổi giết cô ta tới cùng. Lăng Vân Tương muốn tung chiêu, nhưng bất ngờ bị một kẻ bịt mặt nắm chặt lấy tay. Thì ra đó là Lý Tam Nguyên, ông ta xuất hiện để bảo vệ Lý Vũ Quả. Lý Tam Nguyên rất là mạnh bạo, bẻ gãy luôn cẳng tay của Lăng Vân Tương. Lăng Vân Tương thoát được ra khỏi Lý Tam Nguyên, tức giận điều khiển những tấm vải quấn chặt lấy ông ta, nhưng mấy tấm vải rách của Lăng Vân Tương không thể làm gì được Lý Tam Nguyên. Ông ta gồng mình xé nó ra rồi nhảy đến nắm cổ Lăng Vân Tương, cày hẳn ta xuống mái nhà, rồi lao thẳng xuống đất, xuyên qua mấy lớp mái nhà. Người dân thấy cảnh tượng đánh nhau rầm rầm vội vàng bỏ chạy, cái này mà là anh em Việt Nam còn cố gắng đến gần để quay lại tư liệu quý giá. Lăng Vân Tương bỏ lê bỏ lết dưới sàn nhà. Đánh nhau nãy giờ nhưng hắn ta vẫn chưa biết Lý Tam Nguyên là ai và tại sao mình đã trêu chọc Lý Tam Nguyên lúc nào. Lý Tam Nguyên bảo hắn ta xuống mồ rồi nói. Lăng Vân Tương không chơi với Lý Tam Nguyên nữa, phun ra một quả bom mini, lấy đường chạy. Quả bom kia không thể làm gì được Lý Tam Nguyên, nhưng Lăng Vân Tương đã chạy được. Trở lại với Lý Vũ Quả, khó khăn lắm cậu mới đưa được Mục Hề Sa về nhà của mình, còn phải gọi Lý Trung tới phái người theo dõi ở gần đây, nếu có bất kỳ động tĩnh gì thì phải báo cho cậu. Ta hiểu,
thiếu gia cứ yên tâm, ta sẽ không để cho người nào vào phá hoại chuyện tốt của ngài đâu. Lý Trung cười nói. Lý Vũ Quả tức giận nói Lý Trung, bảo anh ta đừng có hiểu nhầm mình. Lý Vũ Quả đưa Mục Hề Sa vào phòng, đặt cô xuống giường. Mục Hề Sa cứ nhõng nhẽo đòi Lý Vũ Quả ở lại cùng mình. Lý Vũ Quả kiềm chế bản thân đến nỗi chảy cả máu mũi. Giờ trong người cậu lý trí bảo hộ, con tờ Rim nói có, nhưng lý trí đã thắng. Cậu buộc Mục Hề Sa lại, để cô ta ở một mình trong phòng, bản thân ra ngoài canh chừng. Lý Trung đứng ở ngoài thấy công tử của mình mới vào mà đã ra, tưởng cậu bị yếu sinh lú. Vì lo lắng cho thế hệ nối dõi tông đường Lý gia, anh ta kêu người đi mua thuốc bổ thận tráng dương cho Lý Vũ Quả. Chuyện chuyển cảnh, về với Tô Bác, hắn vẫn đang u sầu uống rượu, nghĩ về những gì Lý Vũ Quả đã nói với mình, ngày mai rồi lại ngày mai. Lúc nào cũng là ngày mai mới trả lời thuyết phục, Tô Bác đã mất kiên nhẫn, đúng lúc này Lăng Vân Tương từ đâu nhảy tới. Tô Bác giật cả mình, Lăng Vân Tương biết Tô Bác là thái tử, nhưng dám ra tay với hắn ta, nhưng lại chơi bài khác, cùng lúc đó ở bên ngoài phòng của thái tử. Lý Tam Nguyên đã đuổi đến, đánh qua vài tên canh cửa thì biết được đây là phục sức của thị vệ hoàng gia, đoán chắc rằng thái tử đang ở gần đây. Nếu như kinh động thái tử, e là sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của ông ta và những người khác. Lý Tam Nguyên bỏ đi, cứ coi như hôm nay Lăng Vân Tương gặp may mắn. Lăng Vân Tương ở trong phòng thái tử lo lắng quan sát, không còn thấy dấu hiệu đuổi vào đây nữa, đoán rằng Lý Tam Nguyên đã kiêng kỵ thân phận của thái tử. Vậy là bà ta đã cược thắng, thái tử vẫn đang bị Lăng Vân Tương trói, đến lúc an toàn rồi bà ta mới thả hắn ta ra. Tô Bác tức giận hỏi Tu Lăng Bác là kẻ nào mà dám bắt cóc anh đây. Lão thân là ai cũng không quan trọng chính là lão thân có thể giúp thái tử đạt được thứ mình mong muốn. Lăng Vân Tương đã tiếp xúc được với thái tử, bắt đầu luôn kế hoạch lợi dụng hắn ta. Tô Bác bị đánh vào ham muốn, bắt đầu mở lòng nghe những lời nói ngon ngọt từ Lăng Vân Tương. Sáng hôm sau tại phòng của Lý Vũ Quả, Mục Hề Sa tỉnh dậy, tâm trí đã trở lại trạng thái bình thường, cô ta tự cởi trói cho bản thân, nghĩ lại tối hôm qua mà sợ. Không ngờ rằng mị thuật phản phệ này lại nghiêm trọng đến như vậy, suýt nữa thì mất trinh, điều quan trọng là Lý Vũ Quả lại có thể chống lại được mị thuật của cô. Ồ, nhìn ngươi như vậy hẳn là đã tỉnh táo trở lại rồi, Lý Vũ Quả bước từ ngoài cửa vào, vẻ mặt thiếu ngủ trầm trọng. Mục Hề Sa rất cảm động khi thấy Lý Vũ Quả ở ngoài canh cho mình cả một đêm, trái tim cô đập thình thịch, rung động trước sự hy sinh của Lý Vũ Quả. Hai người ngồi lại nói chuyện về những gì đã phát sinh vào tối hôm qua. Lý Vũ Quả hỏi Mục Hề Sa về Ma Y giáo. Ma Y giáo là giáo phái mới xuất hiện mấy năm gần đây, hành tung của bọn chúng rất bất định, vẫn không biết tín ngưỡng của chúng trông như thế nào. Nhưng thế lực của bọn chúng khuếch trương rất nhanh, lại lạm phát người vô tội, khi nam bán nữ, sau đó đem tất cả tội ác giá họa lên đầu hài cốt thần giáo. Cho nên hai giáo phái của bọn ta vẫn luôn như nước với lửa. Một Hề Sa cũng giải thích luôn chuyện tối qua thực ra không liên quan tới Ma Y thần giáo mà mình bị như vậy. Lý Vũ Quả nhân cơ hội này, kể công lao lớn, nếu tối qua người ở bên cạnh Mục Hề Sa không phải là cậu thì chắc gì bây giờ cô ấy đã còn trinh. Một Hề Sa lại chẳng nói nên lời, cái phản phệ lại bắt đầu nổi lên, toàn thân kích thích khó kiềm chế, Mục Hề Sa cố gắng chỉ cảm ơn Lý Vũ Quả bằng lời. Đúng lúc này Lý Trung đem người hầu mang bữa sáng tới, Lý Vũ Quả bảo Mục Hề Sa không cần phải ngại, có thể thoải mái ăn cơm cùng với cậu. Nhưng món ăn cùng cơm ngày hôm nay toàn là chất bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý. Lý Vũ Quả và Mục Hề Sa cạn lời, nhưng vẫn phải đánh chén thôi. Ăn cơm xong, Lý Vũ Quả phải ra ngoài làm vài ngụm trà để giải tỏa đi chất kích thích từ mấy món ăn lúc nãy. Đột nhiên Mục Hề Sa xuất hiện, rồi đập bục cây hoa châm xuống bàn. Trả lại cho Lý Vũ Quả để trở về, Lý Vũ Quả nhắc nhở Mục Hề Sa bên ngoài có rất nhiều người của Ma Y giáo mai phục, nếu gặp nguy hiểm thì biết phải làm sao. Thính Tuyết Các là tổ chức tình báo của hài cốt thần giáo, hiện tại do sơ suất của ta mà bị Ma Y giáo phát hiện, hẳn là đã bị xóa sổ rồi. Cho nên ta phải trực tiếp trở lại thần giáo để tiếp nhận trừng phạt, Mục Hề Sa nói, mà hình phạt cũng không phải là bình thường, bây giờ tổ chức bị xóa sổ. Cô ấy rất muốn quay về tranh đoạt giáo chủ chi vị, Lý Vũ Quả muốn Mục Hề Sa suy nghĩ lại, xem vì cái gì mà lại phải quyết tâm làm như vậy. Khi còn bé, bởi vì chiến loạn mà ta mất đi cha mẹ và bị giáng làm nô lệ, là sư phụ đã cứu ta ra từ trong nhà gian tối tăm ngột ngạt, sư phụ có ân với ta. Cho nên ta nhất định phải nghe theo ý nguyện của bà ấy mà trở thành giáo chủ, vì hài cốt thần giáo mà kính dâng cả đời. Nghe những lời nói của Mục Hề Sa là Lý Vũ Quả hiểu. Cô ấy không hề muốn làm giáo chủ, chỉ vì báo ân mà hy sinh chính bản thân mình. Lý Vũ Quả khuyên Mục Hề Sa quay đầu làm bờ, đừng trở về nữa. Mục Hề Sa đứng lại, hỏi Lý Vũ Quả nếu mình không về thì nơi đâu sẽ là nhà để mình dung thân. Câu hỏi này đã chạm đến trái tim Lý Vũ Quả. Hoàn cảnh của Mục Hề Sa chẳng khác gì Nạp Lan Mộng, bản thân lúc nào cũng phải thực hiện ước mơ của người khác. Cậu nắm tay Mục Hề Sa, bảo cô từ nay về sau đây sẽ là nhà. Mục Hề Sa cảm động, trái tim nói yêu nhưng lý trí lại bảo đây là vì mị thuật phản phệ lại bắt đầu nữa. Lý Vũ Quả cố gắng mời Mục Hề Sa ở lại, cho dù cô ấy có mang lại nguy hiểm. Lý Vũ Quả nói sau này thi xong về Cửu Tiêu Thành là có thể trồng rau và nuôi cá ở đó. Lý trí của Mục Hề Sa chưa trả lời được, nhưng trái tim đã nói dối lý trí để ở lại đây. Chúng ta làm việc tốt trên đời này vì rất nhiều lý do. Chúng ta muốn lấy nó để ăn năn sám hối. Chúng ta muốn ban hạnh phúc cho người khác. Vì hạnh phúc của người khác là hạnh phúc của mình. Nam Chính hôm nay cũng làm việc tốt, nhưng việc tốt của cậu người xấu cũng muốn làm theo. Vậy đó là việc gì? Tiếp tục tập trước,
Lý Vũ Quả cứu Mục Hề Sa một mạng, còn rộng lượng cho cô ấy ở lại, tránh bị lũ ma y giáo tấn công, cũng là cơ hội để Lý Vũ Quả tìm hiểu vợ mới. Tại phủ Thái Sư, sân bay ven hồ, đầu tiên là con gái của ngươi đi câu dẫn, tiếp theo là dọc đường dẫn đạo người của Thông Minh tự tập kích, về sau lại cuốn vào tranh chấp giữa hài cốt thần giáo và ma y giáo, tính toán nhiều như vậy, ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ. Lý Tam Nguyên nói chuyện với Tạ Vô Kỵ, Tạ Vô Kỵ húp chén trà, bảo bản thân chỉ nâng cấp từ kế hoạch của đại ca mà lên thôi. Thì ra những chuyện mà Lý Vũ Quả gặp từ trước đến nay đều nằm ở trong tính toán của Lý Chấn. Vấn đề bây giờ Tạ Vô Kỵ và Lý Tam Nguyên lo chính là chuyện của giáo chủ Mai Y Giáo. Lăng Vân Tương, Lý Tam Nguyên biết bà ta đã trốn vào được gian phòng của Thái tử, kiểu gì cũng sẽ bắt đầu hợp tác cùng với Thái tử. Tạ Vô Kỵ nghĩ Mai Y Giáo hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp, nhưng chuyện quan trọng ở đây là an nguy của Lý Vũ Quả. Ông ta lo lắng khi đưa cậu tiếp tục đi sâu vào con đường này, vì Lý Vũ Quả là hậu nhân duy nhất của Điện Hạ, tức là đời vua trước như đã kể, lỡ như cậu gặp phải chuyện bất chấp. Tạ Vô Kỵ không biết phải đối mặt với Điện Hạ như thế nào dưới suối vàng, nhất tướng công thành vạn cốt khô, huống chi là đế vương. Hiện tại đã không còn đường lui rồi, ngươi làm sao vẫn cứ không quyết đoán như vậy, thảo nào đại ca vẫn luôn nói ngươi là một kẻ bất thành khí. Ta đi đây, tự bản thân ngươi suy nghĩ cho thật kỹ, Lý Tam Nguyên bật dậy nói rồi quay đi, Tạ Vô Kỵ ở lại thở dài. Ở dinh thự của Thái tử, Lăng Tương Vân giúp Tô Bát điều tra người đã cướp đi Mục Hề Sa vào đêm hôm đó, không ai khác ngoài Lý Vũ Quả. Tô Bát bất ngờ khi biết người anh em mới quen của mình lại là người cướp đi người mình yêu, hắn tức giận. Lăng Tương Vân định lợi dụng sự phẫn nộ của Tô Bát đi cướp Mục Hề Sa về, nhưng Tô Bát nói không cần, bản thân hắn sẽ trực tiếp tới gặp mặt Lý Vũ Quả. Lúc này Lý Vũ Quả vẫn đang chuyên tâm chăm sóc cho Mục Hề Sa, sáng nào cũng đem đồ ăn tới cho cô ấy, hai người càng lúc càng thân. Mục Hề Sa cũng mạnh bạo dần, biết đánh vào điểm yếu vật lý của nam chính, trêu nhau một lúc, hai con vợ vào bàn ăn vừa nói chuyện. Đúng rồi, trước khi tới thư đường vẫn còn ít thời gian, ngươi nói cho ta một chút về chuyện hài cốt thần giáo các ngươi đi, Lý Vũ Quả nói. Mục Hề Sa đồng ý tiết lộ cho Lý Vũ Quả biết, thứ đầu tiên mà Lý Vũ Quả muốn biết là hài cốt thần giáo thờ phụng cái gì và thánh nữ đang làm cái gì. Cốt tộc bọn ta không có tín ngưỡng cụ thể nào cả, cho tới nay đều là nghe theo tổ tiên cử hành nghi thức thánh cốt ở nhiều nơi. Mà thánh nữ bọn ta là tế ti cử hành nghi thức đồng thời cũng là ứng cử viên cho chức giáo chủ, Mục Hề Sa nói, giờ Lý Vũ Quả mới hiểu ra. Nghi thức lần trước của Hôi Cốt Ai dẫn người hiến tế yên chi thú là đang cử hành nghi thức, Mục Hề Sa còn kể thêm. Bọn họ tiến hành nghi thức quỷ quái kia là vì ngăn chặn diệt thế tai ách giáng lâm, cụ thể như thế nào thì chỉ có mỗi giáo chủ mới biết được. Lý Vũ Quả thấy rất lạ, nhưng xem ra không phải giáo phái tà ác gì, chỉ mong là nó sẽ không như cậu nghĩ trước đó. Không, không xong rồi thiếu gia, Lý Trung đập cửa chạy vội vào, nói với giọng điệu hồn hển, Lý Vũ Quả bảo anh ta cứ bình tĩnh trả lại cắn nhầm lưỡi, nhưng Lý Trung không bình tĩnh được, mồm cứ lắp bắp thái tử. Đúng lúc này ở ngoài cổng, Tô Bác cùng một đám tay sai phá cửa xông vào, Lý Vũ Quả thật thà thập thò hỏi hắn tới đây có việc gì. Hình như Lý Huynh đang cố ý che giấu cái gì đó thì phải, chẳng lẽ trong phòng đang có dấu bí mật gì đó không thể nói cho ai biết đấy chứ. Tô Bác nhìn thẳng vào mặt Lý Vũ Quả và hỏi. Lý Vũ Quả còn chưa kịp trả lời hết câu thì Tô Bác đã tự ý cho người xông vào lục soát gian phòng truy lùng thánh nữ hài cốt thần giáo Mục Hề Sa. Lý Vũ Quả hoang mang, muốn giải thích cho Tô Bác, không ngờ rằng tên này lại biết Mục Hề Sa đang ở chỗ mình, lại còn biết cô ấy là thánh nữ hài cốt thần giáo. Tô Bác không tin những lời giải thích dối trá của Lý Vũ Quả, nhăn nhó hỏi nam chính Mục Hề Sa đang ở đâu, đám tay sai cũng đã lục soát xong. Thông báo không hề phát hiện Mục Hề Sa, trong phòng chỉ có một nam nhân là Lý Trung. Tô Bác tức giận hỏi Lý Vũ Quả đã giấu Mục Hề Sa ở đâu. Lý Vũ Quả toát mồ hôi, cố gắng diễn một vở kịch bằng những lời nói dối ngọt ngào, thật ra cậu đã đưa Mục Hề Sa đi. Lúc cậu mới tới kinh thành lo lắng sẽ chọc phải phiền phức, bởi vậy đã chuẩn bị ám đạo để chạy trốn trong phòng, không ngờ bây giờ lại có thể cứu được Mục Hề Sa. Nhưng Tô Bác không phải là cái loại não tàn, hắn cho người tiếp tục tìm kiếm trong phòng, tin nhất định có ám đạo. Trong lòng Lý Vũ Quả có điểm, bọn chúng mà tìm được ám đạo của cậu thì toang. Dừng ở đây thôi, Thái tử Điện Hạ, một giọng nói quen thuộc làm cả hai phải quay đầu, mặc dù ngươi là thái tử, nhưng cũng không thể nào tùy tiện phái người tới điều tra nhà bách tính bình dân được. Tạ Vô Kỵ nói, ông ta dẫn theo học trò, gái yêu của mình tới đây để khè Tô Bác. Tạ Vô Kỵ tiếp tục tạo áp lực cho Tô Bác, hắn cắn răng tức giận, hắn biết mình hiện tại không có chứng cứ. Nếu như dùng sức mạnh sợ rằng sẽ bị hai tên đệ đệ kia nắm thóp, đến lúc đó phụ hoàng mà tham gia vào vụ này, vậy thì sẽ làm lung lay cái ghế hoàng đế tương lai của hắn. Lý Vũ Quả, hôm nay bổn thái tử liền cho Tạ thái sư chút mặt mũi, nhưng mà, đối đầu với bổn thái tử, người đã suy nghĩ kỹ hậu quả chưa? Nghĩ về những thứ xung quanh ngươi đi, Tô Bác rút đi nhưng không quên để lại lời nhắn cho Lý Vũ Quả, cảnh báo thẳng vào mặt cậu ta. Lý Vũ Quả biết mình đang bị uy hiếp, nhưng nhỡ đâm lao rồi, hôm qua ngươi không có tới học đường, Linh Nhi lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì, cho nên kéo ta tới thăm người. Theo như lời thái tử vừa rồi nói là thật hay giả vậy, Tạ Vô Kỵ không thể bảo vệ Lý Vũ Quả mà không biết lý do của mình có chính đáng hay không. Lý Vũ Quả nghĩ, kết thúc với thái tử không phải là chuyện nhỏ, mà Tạ thái sư với Lý Chấn là người quen cũ, mới vừa rồi lại xuất thủ tương trợ.
nói cho ông ấy biết chuyện, e là sẽ có thể có được sự trợ giúp của ông ấy. Lý Vũ Quả mời Tạ Vô Kỵ vào bàn nói chuyện. Sau khi nhấp vài chén trà, tốn một đống nước bọt thì Lý Vũ Quả đã kể hết được sự tình từ đầu đến cuối cho Tạ Vô Kỵ nghe. Ngồi ở đây còn có Mục Hề Sa, điều mà Lý Vũ Quả quan tâm là không biết Tô Bác làm sao biết được Mục Hề Sa đang ở đây. Dù sao Lý Vũ Quả với hắn đã kết xuống cừu oán rồi, Lý Vũ Quả muốn hỏi Tạ Vô Kỵ có cách nào giúp mình vượt qua gian nan này hay không. Thật ra vẫn có hai biện pháp, một là người giao Mục Hề Sa ra, rồi thái tử bên kia để lão phu tới xử lý. Biện pháp thứ hai có thể sẽ khiến người cuốn vào vòng xoáy triều đình phân tranh. Tạ Vô Kỵ nghiêm túc nói, Lý Vũ Quả phải suy nghĩ, nếu như mình muốn cứu một cô nương thì phải từ bỏ mong muốn được ngồi không ăn rồi chờ chết, nhưng nếu giao một cô nương ra thì mình còn được xem như là nam nhân sao. Nhìn thấy Lý Vũ Quả phân vân trước hai quyết định, Mục Hề Sa tự đứng lên nói những gì mình gây ra thì bản thân sẽ tự gánh chịu, nhưng Lý Vũ Quả đã nắm chặt tay cô ấy rồi hỏi Tạ Vô Kỵ làm ơn nói cho mình biết biện pháp thứ hai nên làm như thế nào. Mục Hề Sa khá bất ngờ, đây chính là sự uy tín của Lý Vũ Quả, đã nhận cô ấy là người nhà thì làm sao có thể bỏ mặc được. Tạ Vô Kỵ hỏi Lý Vũ Quả có mang theo lệnh bài của Vương Xuyên Dương trên người hay không. Lý Vũ Quả nhớ ra rồi lấy tấm mệnh bài đó đưa cho Tạ Vô Kỵ. Mặc dù thái tử không để người thái sư này vào mắt nhưng lại vô cùng kiêng kỵ Thông Minh Tự, cho nên biện pháp thứ hai chính là để ngươi gia nhập Thông Minh Tự trở thành đại thống lĩnh. Tạ Vô Kỵ thở một hơi rồi nói tiếp, Vương Xuyên Dương có một đồ đệ ít khi lộ diện, lão phu có thể thay đổi thông tin trên hồ sơ thành của người, người chỉ cần thuận kế hoạch là có thể tiến thừa vị trí của Vương Xuyên Dương. Nhưng có một thông tin không có cách nào đổi được, người nhất định phải đánh đổi một số thứ. Lý Vũ Quả muốn biết nó là thứ gì. Hình xăm long huyết. Mục Hề Sa giật mình khi biết thứ phải đánh đổi mà Tạ Vô Kỵ nói. Hình xăm long huyết dùng máu của cự long để tiến hành xăm hình, quá trình cực kỳ thống khổ, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tạ Vô Kỵ gật đầu xác nhận với những gì Mục Hề Sa nói là đúng, máu của cự long cực kỳ hiếm có, mà Vương Xuyên Dương lại tiêu hết toàn bộ tiền để xăm hình long huyết lên đồ đệ của mình. Nếu như trên người Lý Vũ Quả có hình xăm long huyết thì không có khả năng nào lại có người hoài nghi thân phận của cậu. Lý Vũ Quả đồng ý xăm hình long huyết, cho dù có bị Tạ Linh Vận ngăn cản. Cô ấy không muốn Lý Vũ Quả vì người con gái khác mà chịu đau khổ, nguy hiểm với tính mạng, nhưng Lý Vũ Quả đã quyết. Chuyện này đối với cậu không phải vì một cô gái, mà là cả gia đình ở nhà. Tạ Vô Kỵ cũng không muốn Lý Vũ Quả gặp nguy hiểm, nhưng nếu cậu quyết thì ông nhất định sẽ giúp. Mọi người bây giờ chỉ còn cách tin tưởng Lý Vũ Quả. Tạ Vô Kỵ đi gọi nhân thủ bắt đầu xăm hình. Lúc Lý Vũ Quả xăm, Tạ Linh Vận và Mục Hề Sa rất lo lắng đứng ở ngoài. Tạ Linh Vận lần đầu thấy Lý Vũ Quả quyết tâm vì người con gái khác như vậy. Cây cú cà khịa Mục Hề Sa, cả hai có đôi lời xăm xỉa qua lại, nhưng đều dừng lại khi nghe thấy tiếng kêu oai oái của Lý Vũ Quả ở trong phòng. Lý Vũ Quả chịu cơn đau tột cùng từ việc xăm, cậu sắp không chịu nổi được nữa rồi, nhưng đột nhiên lúc này tâm trí Lý Vũ Quả lại chuyển đến một nơi khác. Một đường hầm chẳng biết là ở đâu, cậu gặp một cô gái có dáng vóc nhỏ bé đang bị xích ở cổ. Cô gái đó có vẻ đã bị trói ở đây rất là lâu. Thấy có người tới thì liền kêu cứu. Lý Vũ Quả nhìn cô em này mà nhớ tới Quân Tuyết, vội vàng chạy tới cứu, nhưng Lý Vũ Quả không thể nào chạm được tới chỗ cô gái kia. Có một cỗ sức mạnh thần bí ngăn cậu lại, ánh sáng loè con mắt làm Lý Vũ Quả không thấy gì. Lúc nhìn được lại thì chỉ thấy một con rồng màu xanh đang bị xích. Chàng trai này đang xăm lên mình một hình xăm cực kỳ khủng bố. Nó được sơn lên, tăng 3 tốc độ đánh, 2 chính xác, còn tăng 10 trí tưởng tượng, hay còn gọi là ảo giác. Có cái này thì cậu có thể làm Lữ Bố 2, càn quét mọi địa hình, trở thành thống lĩnh của Thông Minh Tự. Tiếp tục tập trước, Lý Vũ Quả trở thành kẻ thù với Tô Bác, là thái tử điện hạ, may là có sự trợ giúp của Tạ Vô Kỵ. Ông cho cậu hai phương án để có thể vượt qua ải này. Cuối cùng Lý Vũ Quả chọn phương án đau khổ nhất, liều mạng nhất, đó là hình xăm long huyết. Cậu xăm hình long huyết vào người để gia nhập Thông Minh Tự, nhằm khe đầu Tô Bác. Trong quá trình xăm hình, ý thức Lý Vũ Quả đã bị đưa vào một không gian khác. Cũng chẳng biết có phải đau quá xong bị ảo giác không, cậu gặp một cô bé có vóc dáng và khuôn mặt giống y chang Quân Tuyết, nhưng lúc đến gần thì lại biến thành một con rồng xanh, rồi nó hống lên, nguồn năng lượng phóng ra kịch liệt đẩy ý thức của Lý Vũ Quả ra. Nam chính mở mắt, mọi người đều đã đứng đợi cậu tỉnh từ nãy giờ. Tạ Linh Vận nhanh nhảu ùa vào chỗ Lý Vũ Quả trước. Lúc mà Mục Hề Sa cũng muốn hỏi thăm thì Tạ Linh Vận quay đầu lại liếc mắt lườm cô ấy. Mục Hề Sa không dám o e gì, đúng là con cọp. Lý Vũ Quả hỏi con cự long vừa lúc nãy đâu. Tạ Linh Vận không biết là con cự long nào. Thứ ngươi vừa nhìn thấy hẳn chính là hình ảnh mà sinh mệnh cự long muốn truyền đạt tới người. Hình xăm long huyết sẽ để ngươi hình thành một mối liên hệ với cự long. Lý Vũ Quả có chút bỡ ngỡ, sinh mệnh long huyết nghe mà thấy nổ. Được rồi, bây giờ ngươi cần phải tu luyện ngay lập tức để củng cố lực lượng long huyết, bằng không thì mọi công sức đều đủ công đổ bể hết. Tạo Vô Kỵ nói để mọi người cùng ra ngoài. Lý Vũ Quả bắt tay vào tu luyện, lâu lắm rồi chúng ta mới lại thấy Lý Vũ Quả tu luyện như một người bình thường. Sức mạnh của cự long bập bùng, cự long chi huyết này quả nhiên là thiên tài địa bảo, trực tiếp thăng cấp tu vi của Lý Vũ Quả lên tới võ hoàng đỉnh phong. Lý Vũ Quả muốn thử tập trung tinh lực, nói không chừng còn có thể nhất cử đột phá võ tông. Lý Vũ Quả tập trung tu luyện. Mục Hề Sa lo lắng ở ngoài, âm thầm nhìn trộm cậu. Con cọp Tạ Linh Vận tức quá, hỏi Mục Hề Sa nhìn đủ chưa vậy. Tạ Linh Vận vẫn cứ cay Mục Hề Sa,
vì thái độ của cô ấy không có tí gì là cảm ơn những sự hy sinh của Lý Vũ Quả. Hai người lao vào cắn xé nhau bằng lời nói, Mục Hề Sa buông những lời sắc lạnh nhưng thật ra trong lòng cô ấy tỏa nắng. Muốn cảm ơn Lý Vũ Quả lắm nhưng không biết phải làm như thế nào, muốn Lý Vũ Quả không phải hy sinh vì mình nữa. Hai người kết thúc cuộc khẩu mõm. Tạ Linh Vận bị Mục Hề Sa nói trúng tim đen là thích nam chính, xấu hổ quá nên bỏ đi, còn Mục Hề Sa ở lại. Tự hỏi tim mình có phải giấu Lý Vũ Quả ở trong đó không? Lý trí của Mục Hề Sa trên mồm vào lắc đầu, Mục Hề Sa bây giờ cũng chẳng biết bản thân mình thực sự muốn gì. Lý Vũ Quả chuyên tâm tu luyện, cậu còn tìm tới chỗ Âu Dương Khánh để nhờ điều chỉnh lại trình độ thu nạp linh khí của giới chỉ, để chỉ tiết lộ ra khí tức duy trì tại cấp võ vương. Âu Dương Khánh không thể từ chối Lý Vũ Quả, khẳng định đây là việc mà ông ta phải làm, nhưng mà lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, mị thuật bên trong giới chỉ bung ra ngoài. Tác dụng lên người Âu Dương Khánh, nguồn pháp thuật mị hoặc này là từ vụ lần trước Lý Vũ Quả tránh được mị hoặc chi thuật của Mục Hề Sa. Lần này Âu Dương Khánh động vào làm nó bung ra, trực tiếp thay đổi tâm trí của ông ta. Âu Dương Khánh bị mê hoặc bởi Lý Vũ Quả, cảm thấy cậu ta quá đẹp trai. Nói cái gì cũng không hề sai, Âu Dương Khánh nhảy vào âu yếm Lý Vũ Quả, nam chính không tránh kịp, sợ mình bị mất trinh bởi một lão già hỏm hẹp. Lý Vũ Quả đấm cho Âu Dương Khánh một phát, may là đã giúp ông ta tỉnh lại được. Âu Dương Khánh giải thích về thứ mình vừa bị trúng, đó chính là mị khí. Chỉ là Âu Dương Khánh không ngờ rằng Thạch Lam chỉ hoàn này có công năng hấp thu mị khí, lúc trước ông ấy từng bị một nữ tử sử dụng qua mỹ thuật, chắc là mị khí đã bị hấp thụ từ lúc đó. Thông tin Âu Dương Khánh nói thông não Lý Vũ Quả, lần trước cậu không bị mị thuật thôi miên là nhờ có chỉ hoàn này, phải công nhận là 10 phần công lực của cô ta rất là mạnh. Loại cao thủ như kiếm tiên tiền bối cũng có thể mị hoặc được. Hai người bắt đầu vào việc chính, Âu Dương Khánh thăng cấp cho chỉ hoàn, rồi ép long huyết vào trong đó. Được rồi, hiện tại ngươi đã có thể nhờ vào hình xăm long huyết để tự do khống chế chỉ hoàn và cả phóng thích thực lực nữa, nhưng mà mị khí bên trong lão cu cũng chưa có thanh trừ, bởi nó vẫn có thể phát huy được tác dụng vào những thời khắc mấu chốt, Âu Dương Khánh nói. Lý Vũ Quả cảm ơn ông ta, quay về nhà. Lý Vũ Quả vừa đi vừa nhìn chỉ hoàn, có chút tò mò về hiệu quả của mị khí ở trong nó. Đột nhiên Tạ Linh Vận xuất hiện, rồi dẫn cậu đến từ đường, là phòng của Tạ Linh Vận. Lý Vũ Quả không biết cô ấy dẫn mình tới từ đường để làm cái gì. À thì, huynh cảm thấy mối quan hệ của chúng ta như thế nào? Tự nhiên Tạ Linh Vận lại hỏi. Lý Vũ Quả vuốt râu suy nghĩ, mối quan hệ được coi như bạn chí cốt, dù sao cũng rất quan trọng. Lời nói của Lý Vũ Quả làm Tạ Linh Vận mừng rỡ, đề nghị với Lý Vũ Quả nếu đã như vậy thì hai người kết bái làm huynh muội. Vì Tạ Linh Vận là con gái một trong nhà, vẫn luôn muốn có một ca ca, với lại khoảng thời gian này Lý Vũ Quả cứ như là người anh che chở cho Tạ Linh Vận vậy. Trong lòng Lý Vũ Quả không hề muốn cứ mãi làm ca ca, nhưng bây giờ cô ấy đã đề xuất ra như thế, hai người vẫn phải kết bái. Lý Vũ Quả và Tạ Linh Vận vào vị trí, làm một lời thề trước thần linh, kết bái rất là nhanh. Tạ Linh Vận lại còn màu mè, lấy rượu ra để giao bối. Lý Vũ Quả nhận ra rượu giao bôi là thứ dành cho thành thân. Tạ Linh Vận ngại, không biết giải thích như thế nào, nói vài lời qua loa. Lý Vũ Quả không biết là Tạ Linh Vận giả vờ không hiểu hay là hiểu rồi, đành phải làm theo. Tất cả những gì họ làm đã bị Mục Hề Sa nhìn thấy, cô ta khó chịu khi thấy Lý Vũ Quả và Tạ Linh Vận làm như vậy. Là con gái nên hiểu rõ đây là thủ đoạn của Tạ Linh Vận, vì nó giống đến 99% bái đường thành thân, sự khó chịu của Mục Hề Sa càng lúc càng lớn. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm tới loại sự tình như thế này, rồi đổ lỗi cho hậu di chứng của cái phản phệ mị thuật. Ngày hôm sau, hoặc là vài ngày sau, Lý Vũ Quả chuẩn bị đủ hành trang để đến Thông Minh Tự. Mọi thứ đều đã được sắp xếp xong xuôi để cậu có thể dễ dàng vào được Thông Minh Tự với danh nghĩa là đồ đệ của Vương Xuyên Dương. Điều quan trọng mà Tạ Vô Kỵ muốn dặn dò Lý Vũ Quả là phải bình tĩnh, ngàn vạn lần không được để bại lộ. Rồi ông đưa cho cậu mũi tên của Vương Xuyên Dương, có gì còn tùy cơ ứng biến. Lý Vũ Quả còn quay sang lo cho Mục Hề Sa, Mục cô nương, khoảng thời gian này cứ tạm cư ở phủ của Tạ Thái Sư, người của Ma Y giáo sẽ không dám xông vào đâu. Chờ mọi chuyện đều đã được xử lý xong xuôi, thì ta sẽ trở lại tiếp người. Mục Hề Sa không dám nhìn thẳng mặt Lý Vũ Quả để nhận sự quan tâm của cậu ấy. Lý Vũ Quả lên đường, cưỡi con ngựa kéo theo cái xác của Vương Xuyên Dương thẳng tiến đến Thông Minh Tự. Tạ Linh Vận dầu dĩ tiễn cậu lên đường, còn gọi một tiếng Vũ Quả ca ca. Đỗ Tử Đằng bất ngờ khi thấy Tạ Linh Vận gọi Vũ Quả huynh thành ca ca, quan hệ bọn họ phát triển nhanh làm ba người anh em chóng cả mặt. Tạ Linh Vận vẫn cái tính con cọp, quay đầu lại nói lớn tiếng hỏi Mục Hề Sa không đi đưa tiễn sao. Mục Hề Sa lắc đầu, bảo chồng của cô không phải là chồng của tôi. Lý Vũ Quả thành công vào Thông Minh Tự, gặp mặt bộ ba thống lĩnh, người đứng đầu của Thông Minh Tự, bọn chúng người nào cũng mang trong mình một sự đa nghi. Đeo một cái mặt nạ thể hiện cảm xúc riêng, dù có xem thông tin và từng nghe Vương Xuyên Dương nói hắn có một đồ đệ, nhưng vẫn không thể tin người đồ đệ đó là kẻ đang đứng trước mặt mình. Lý Vũ Quả cho bang tên kia xem hình xăm long huyết của mình. Nhưng tên đeo mặt nạ chảy nước mắt không tin, đi lại tra hỏi Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả lúc đầu có hơi ấp úng, nhưng rồi lại trả lời hắn ta một cách thuyết phục. Lại đến lượt tên đeo mặt nạ mang cảm xúc phẫn nộ ra vấn đề, có vẻ tên này đã điều tra kỹ. Hắn hỏi Lý Vũ Quả về vấn đề cái xác của Vương Xuyên Dương, làm thế nào mà Lý Vũ Quả có thể tìm được nó. Vẫn may là Lý Vũ Quả đã chuẩn bị, đưa cho bọn chúng xem cái cung tên của Vương Xuyên Dương. Bên trong cái cung tên là bức thư của Vương Xuyên Dương.
Nhìn qua là biết chữ xấu mang đẳng cấp riêng của hắn, bọn chúng đoán rằng trước khi Lâm Trung Vương Xuyên Dương đã bắn mũi tên ra ngoài. Khi Lý Vũ Quả đi tìm thì nhờ vào bức thư này mới thấy được sát Vương Xuyên Dương, tên đeo mặt nạ tự hỏi rốt cuộc là cao thủ đẳng cấp nào mới có thể tập kích thành công Vương Xuyên Dương. Lúc này nhân vật quần chúng đã từng xuất hiện đến, đó là Phạm Sát Áp Ti, anh của Phạm Kiến, hắn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thi thể của Vương Xuyên Dương, xong việc thì đến đây báo tin. Nguyên nhân gây ra cái chết là một vết dao, nhưng bọn ta lại phát hiện trên thi thể có một vài ngón tay bị đứt. E là Vương Đại Thống Lĩnh vì muốn truyền lại tin tức của hung thủ cho chúng ta mà giữ lại, Áp Ti nói, tên thống lĩnh ngồi giữa nhìn và đốt ngón tay bị đứt. Cảm nhận cỗ khí tức từ nó, giật mình khi biết đó là Âm Sơn Lão Tổ, Lý Vũ Quả thở một hơi, đây đều là do cậu sắp xếp. Lần đó cắt được mấy ngón tay của Âm Sơn Lão Tổ, bây giờ đem hết hiền nghi đẩy cho Âm Sơn Lão Tổ, vậy thì cậu có thể an toàn. Ba tên thống lĩnh tự đoán mò vụ việc, đúng như Lý Vũ Quả mong là bọn chúng đều đổ tội cho Âm Sơn Lão Tổ, toàn bộ sự việc đều đã được làm sáng tỏ. Lý Vũ Quả được công nhận là đệ tử duy nhất của Vương Xuyên Dương, tên đeo mặt nạ rơi nước mắt tuyên bố Thông Minh Tự hoan nghênh Lý Vũ Quả gia nhập. Hướng dẫn viên cho Lý Vũ Quả ở Thông Minh Tự là Áp Ti, giờ nam chính đã có số má ở trong Thông Minh Tự, bản thân hắn là một tên hay sai không dám làm gì Lý Vũ Quả cả. Cho dù lần trước gặp ở Cửu Tiêu Thành, vẫn không quên được người em trai Phạm Kiến bị Lý Vũ Quả đánh bại. Hôm nay hắn phải thay mặt xin lỗi Lý Vũ Quả, Lý Vũ Quả không muốn làm khó Áp Ti, trực tiếp bỏ qua cho hắn, hỏi hắn đang dẫn cậu đi đâu. Tuy Lý Huynh là đồ đệ của Vương Đại Thống Lĩnh, nhưng trước đây lại chưa từng rời khỏi Cửu Tiêu Thành, chắc hẳn vẫn chưa gặp qua người nhà của Vương Đại Thống Lĩnh nhỉ. Áp Ti nói, Lý Vũ Quả hốt hoảng khi nghe hắn nói đưa mình tới gặp người nhà của Vương Xuyên Dương, quả này cậu vớ vẩn là bị lộ tẩy ngay. Anh giai này tên là Lý Vũ Quả, người đàn ông có lý tưởng sống bình thường nhưng ông trời lại không cho anh được toại nguyện, những thứ xui xẻo và đen đủi liên tục đến. Gian nan khó nhằn, Lý Vũ Quả chỉ còn biết cố gắng cho tương lai mai này được sáng lạng, để cùng với đàn vợ ở nhà sống một đời bình yên. Tiếp tục tập trước, Lý Vũ Quả xăm hình xăm long huyết vào lưng và dựa vào sự sắp xếp hoàn chỉnh của Tạ Vô Kỵ mà vào được Thông Minh Tự, không một chút hoài nghi, ở đây cậu gặp lại Áp Ti. Hắn ta đưa Lý Vũ Quả tới gặp người thân của Vương Xuyên Dương, vì Lý Vũ Quả chỉ đang đóng giả đồ đệ của Vương Xuyên Dương nên rất sợ gặp người nhà của hắn, nhỡ bị lộ tẩy thì toang. Hai người đi vào trong nhà của Vương Xuyên Dương, vợ của Vương Xuyên Dương gọi là Vương Phu Nhân, bà ta đang khóc lóc cho cái chết của chồng mình. Bên cạnh còn có một người con trai nhưng khá nhỏ tuổi tên là Vương A Đại, có vẻ như vẫn chưa cảm nhận được nỗi đau mất cha, trong lòng Lý Vũ Quả có chút áy náy. Lúc đó nếu không giết Vương Xuyên Dương, người chết sẽ là cậu, tất cả là vì tiếp tục được sống, dù vậy hắn cũng là người sống sờ sờ, có vợ con và gia đình hoàn chỉnh. Nam chính đi tới chào hỏi Vương Phu Nhân, tự trách móc mình một tiếng vì đã bất hiếu với sư phụ, Vương Phu Nhân không trách Lý Vũ Quả. Trước đây cũng là lần đầu bà thấy đủ đệ của chồng mình, Lý Vũ Quả đưa cho bà di vật của Vương Xuyên Dương, đó là chiếc cung của hắn. Đột nhiên cậu bé kia nhảy bổ vào người Lý Vũ Quả đòi chơi, Vương Phu Nhân lau nước mắt giới thiệu, nó là hài tử của bà và Vương Xuyên Dương, khi còn bé chơi Free Fire, sốt hỏng cả đầu óc. Giờ thành ra bộ dạng ngốc nghếch như thế này, Lý Vũ Quả nhìn Vương A Đại, cũng là một kẻ đáng thương, lòng trắc ẩn của Lý Vũ Quả đến đỉnh điểm. Nhận trách nhiệm bảo vệ hai người họ thay cho Vương Xuyên Dương, từ nay về sau cậu sẽ coi nơi này là nhà. Vương Phu Nhân khen Lý Vũ Quả là hảo hài tử, vội vàng đỡ cậu dậy. Ngươi tới đây với sư nương một chút nào, sư nương muốn nói một ít chuyện với ngươi. Vương Phu Nhân dẫn Lý Vũ Quả vào trong nhà. Lấy từ trong tủ ra một cái túi vải, giới thiệu đại thống lĩnh của Vương gia bọn họ đều là do nhiều đời truyền lại cho nhau. Đến sư phụ Lý Vũ Quả là Vương Xuyên Dương đã là đời thứ tư, Vương Phu Nhân chỉ tiếc người con trai của mình bị ngốc do bắn tự do quá nhiều, không thể nào ngồi vào vị trí này. Mà nếu như vị trí này bị ngoại nhân lấy đi, Vương Phu Nhân sợ chồng mình ở dưới Cửu Tuyền không thể nhắm mắt, cho nên bà ấy muốn nhờ Lý Vũ Quả một chuyện. Đại thống lĩnh qua nhiều thế hệ của Vương gia đều là dùng đao rất tốt, mặc dù sư phụ ngươi một lòng tu luyện, nhưng sau này cũng đã bỏ bê đao pháp. Sư lương hy vọng ngươi có thể cầm lấy nguyệt đao này một lần nữa, thế giờ vị trí đại thống lĩnh, trọng trấn uy vọng của Vương gia, Lý Vũ Quả cầm Lý Thanh đao và quyển dạy 77-49 tư thế võ. Cảm nhận sức mạnh dã man từ nó, phải nói là có thể so sánh với Nhật Nguyệt đao ở kiếp trước, tiếp lấy thanh đao này, cậu nhất định sẽ để hai người bọn họ an tâm sống hết quãng đời còn lại. Lý Vũ Quả đến với bước tiếp theo để tiến thẳng lên chức đại thống lĩnh, cậu đến đại sảnh của Thông Minh Tự, nơi này là chỗ treo thưởng của Thông Minh Tự. Nhiệm vụ không khẩn cấp đều sẽ được đặt ở đây để treo thưởng, nhiệm vụ từ cao xuống thấp được chia làm 4 đẳng thiên địa huyền hoàng. Mà muốn kế thừa vị trí của Vương Đại Thống Lĩnh, Lý Vũ Quả nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ treo thưởng thiên cấp, nhưng nhiệm vụ giống như nguyên liệu tranh nhau nấu, Lý Vũ Quả khá băn khoăn. Đột nhiên có cô vợ nào đó tới, tò mò vì Lý Vũ Quả là người mới, cô gái đó tên là Mỹ Nại, cũng là Áp Ti của Thông Minh Tự, tính cách của cô gái này chẳng khác gì Tiết Kiều. Thấy trai đẹp là cứ sớm tới, đòi làm nháy với Lý Vũ Quả, may là Phạm Sát kịp ngăn lại, Lý Vũ Quả thở một hơi, tí nữa thì bị cái máy dập cuốn. Cậu tiếp tục chọn cho mình một cái nhiệm vụ thích hợp và thứ cậu cần cuối cùng cũng đã tới, nhiệm vụ thiên cấp treo thưởng truy sát Âm Sơn Lão Tổ, vì Lý Vũ Quả đã từng giao thủ với hắn, hiện tại lại còn nhờ vào hình xăm long huyết lên đến võ hoàng đỉnh phong,
Âm Sơn lão tổ thì bị thương, đúng là hai ý tưởng lớn gặp nhau, Lý Vũ Quả sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này. Một mũi tên trúng hai đích, Lý Vũ Quả giết được Âm Sơn lão tổ thì sẽ được mọi người nghĩ là báo thù cho sư phụ, đến lúc đó sẽ không còn ai hoài nghi trước đại thống lĩnh của Lý Vũ Quả. Được ra ngoài, Lý Vũ Quả về báo tin cho Tạ Vô Kỵ, nói mình đã nhận nhiệm vụ treo thưởng đi giải quyết Âm Sơn lão tổ. Chỉ cần thông qua thì có thể trở thành đại thống lĩnh. Tạ Vô Kỵ băn khoăn, trong lòng ông ấy không hề muốn Lý Vũ Quả đi đối mặt với nguy hiểm lớn như Âm Sơn lão tổ. Nhưng lòng nam chính đã quyết, ông cũng chỉ biết nhắc nhở cậu ấy một tiếng, dù cho trong lòng đang mắc phải muôn vàn lo lắng. Lý Vũ Quả còn chạy về nhà gặp Lý Trung, hỏi anh ta chuyện lần trước bàn giao đã xử lý như thế nào. Vật liệu mà ngài muốn đều đang ở trong này, tiêu tốn không ít bạc đâu. Đúng rồi, may mà có sự trợ giúp của Đỗ Tử Đằng. Mà số lượng tiêu thụ hiện tại của thư cục chúng ta phải nói là không cần lo lắng nữa, Lý Trung nói. Lý Vũ Quả hài lòng, vấn đề thu nhập đã được giải quyết, nhưng cậu cần một mạng lưới tình báo ở kinh thành, nhưng có một vấn đề vướng mắc là nơi đất khách quê người, làm sao có thể thành lập được một mạng lưới tình báo. Nếu cần tình báo thì ta có thể giúp các ngươi, Mục Hề Sa ở gần đó, nhận được thông tin chồng tương lai đang cần giúp, tới luôn. Cô ta nói bang chủ của Đồng Xà Bang đang thiếu mình một mạng, còn đưa cho Lý Vũ Quả tín vật của hắn, vậy là Lý Vũ Quả có thể có cho mình Đồng Xà Bang. Lý Vũ Quả cảm ơn Mục Hề Sa. Nếu thật sự muốn cảm ơn thì lấy thân báo đáp đi, Mục Hề Sa nói mà lú luôn. Lý Vũ Quả ửng đỏ cả mặt, tự nhiên lại lấy thân báo đáp. Nói đùa mà thôi, tao giúp ngươi chỉ là vì trả lại ân tình ngươi đã cứu ta thôi. Mục Hề Sa tạo ra một cú lửa, Lý Vũ Quả trở lại bình thường. Cậu cho cô biết về chuyện của Thính Tuyết Các, chị em của Mục Hề Sa ở đó đều đã rút lui từ lâu do triều đình phong tỏa. Giáo chủ của Hài Cốt Thần Giáo đã phái ra ba nhân để tìm một hoa phường khác làm nơi thu thập tình báo tạm thời. Mục Hề Sa lo nó không thể chống đỡ được bao lâu. Lý Vũ Quả chỉ biết trấn an cô, rồi Mục Hề Sang sẽ có một thân phận mới để tiếp tục sống một cuộc đời mới. Đó là lời kết thúc để Lý Vũ Quả trở lại Thông Minh Tự. Tại Thông Minh Tự, cậu chuẩn bị cho việc đối phó với Âm Sơn lão tổ. Lý Vũ Quả cường hóa bộ hài cốt lúc trước hồi cốt ai đưa để cơ thái mỹ hồi quy. Sau một vài canh giờ loàng ngoàng, sản phẩm đã được cho ra. Vì không có A Lý Mama nên Lý Vũ Quả không thể biến nó thành một bộ xương giống người được. Linh thạch được nhét khắp người làm khu động năng lượng. Vũ khí thì giống y chang của cơ thái mỹ ở thế giới cũ, nó là hàng cực phẩm bảo tán mua từ chợ đen. Lý Vũ Quả nhìn mặt nó mà thấy sợ, không có da người làm bằng silicon quả nhiên không được. Vũ Quả, ngươi có đó không? Vương phu nhân bất ngờ đến tìm Lý Vũ Quả, cậu phải giấu khôi lỗi vào trong gầm giường rồi mới mời Vương phu nhân vào. Bà đến đây là vì lo lắng cho Lý Vũ Quả khi nghe tin cậu chuẩn bị đi tìm Âm Sơn lão tổ để báo thù. Vương phu nhân còn đem theo lục trùng mà thời gian trước Vương Xuyên Dương thu hoạch được. Nó rất thích cắn nuốt huyết nhục, bà tin rằng về sau Lý Vũ Quả sẽ có lúc cần dùng tới nó. Lý Vũ Quả cảm ơn Vương phu nhân, hứa với bà ta nhất định mình sẽ bình an trở về. Tại một địa điểm khác, bang hội của Đồng Xà Bang, Lý Trung trực tiếp đánh bại tên đứng đầu ở đây để lấy chức bang chủ, thành công đoạt được Đồng Xà Bang. Anh ta quay ra cảm ơn Mục Hề Sa đã giúp, hiện tại Lý Trung đã trở thành bang chủ nên vấn đề tình báo không thành vấn đề nữa. Đột nhiên Lý Trung lại chuyển chủ đề, giúp Mục Hề Sa trả lời con tin về tình yêu dành cho Lý Vũ Quả. Lý Trung nhắc Mục Hề Sa cần phải nhanh chóng thức tỉnh. Vì Lý Vũ Quả thích cô, mà bản thân Mục Hề Sa cũng thích Lý Vũ Quả. Mục Hề Sa khá bất ngờ, lại có chút vui mừng khi nghe Lý Trung nói Lý Vũ Quả thích mình. Lý Trí lại một lần nữa cắt ngang, nói đây chỉ là linh tinh, thích thì phải hành động ngay đi, không nên giống như ta, bởi vì nhất thời do dự mà hối tiếc không kịp. Lý Trung nhắc nhẹ cho Mục Hề Sa biết. Mục Hề Sa im lặng một hồi lâu, nhìn qua thôi là chúng ta cũng biết trái tim đang lấn dần vào Lý Trí, quả tim kết nối trái tràm. Cuối cùng Mục Hề Sa đã ngộ ra, Lý Trung nói rất đúng. Nếu như bỏ lỡ thì coi như sẽ không còn cách nào để vãn hồi nữa. Cô chạy nhanh trong cơn mưa đi tìm Lý Vũ Quả. Giờ thì bản thân đã hiểu được phần tình cảm đó, căn bản là không có liên quan gì tới mỹ thuật cả. Tất cả đều là cô tự nói dối với chính mình, lần này không thể trốn tránh thêm nữa. Mục Hề Sa đuổi theo kịp Lý Vũ Quả. Nam chính không hiểu tại sao Mục Hề Sa lại chạy ra ngoài tìm mình, nhưng thứ làm cậu bất ngờ hơn là cô ấy lại nhảy đến. Ôm chặt lấy nam chính, trong cơn mưa nói ra tất cả, muộn màng tỏ tình không thể nào ngọt ngào hơn, nhưng đang chuẩn bị đến câu chốt hạ thì lại có kẻ phá đám. Tác giả cho lũ ma y thần giáo tới tìm Mục Hề Sa, ba tên đờ bờ rẻ rách háo đá, nhưng chưa kịp làm gì thì bị Lý Vũ Quả xuyên táo, tiếp viện của ma y giáo đến càng lúc càng đông. Nhưng Mục Hề Sa đã kịp ra tay nhốt bọn chúng lại bằng một cái lồng bằng băng, khiến lũ người này phải chuyển hướng đi thông báo cho giáo chủ. Mục Hề Sa đã ra khỏi kinh thành. Hai người chạy tới rừng để trốn, giờ cả hai mới được yên. Lý Vũ Quả thở dài. Cậu biết mai y giáo sẽ phái người vào trong thành để canh chừng, vấn đề bây giờ là làm sao để Mục Hề Sa quay trở về. Ta sẽ không quay về, ta muốn ở bên cạnh chàng, không phải mỹ thuật phản phệ, hiện tại ta đang rất tỉnh táo. Chỉ là ta đã suy nghĩ thông suốt rồi, không quan tâm chuyện chàng đã có bạch cốt ai tạ linh vận hay gì đâu. Ta chỉ muốn được bên cạnh chàng mà thôi, Mục Hề Sa nói một hơi dài, bịt cả mõm của Lý Vũ Quả lại. Lời tỏ tình ngọt ngào làm Lý Vũ Quả nhớ lại ngày nào, lúc trước Nạp Lan Mộng cũng từng bồi bạn với cậu như thế này. Lý Vũ Quả chưa đáp lại tiếng yêu của Mục Hề Sa, đưa cho cô ta một bộ y phục mới,
cậu sẽ cho cô đi cùng mình điều tra tung tích của Âm Sơn lão tổ. Một Hề Sa bây giờ không còn biết ngại, đứng trước người mình yêu thì trái tim đã khắc chế lý trí, chẳng cần suy nghĩ mà cởi quần áo thay luôn trước mặt cậu ta. Thấy Lý Vũ quả ngại còn bảo kiểu gì mình cũng là người của chàng mà. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.